giữa lợi ích điều trị và các nguy cơ biến cố tim mạch. Các yếu tố nguy cơ làm tăng biến cố tim mạch được chia thành hai loại: nguy cơ có thể thay đổi và nguy cơ không thể thay đổi được. Trong đó, bạn nên chú ý đến những nguy cơ có thể thay đổi để giảm thiểu biến cố tim mạch xảy ra. Có đến 40% người bệnh thoái hóa khớp được chẩn đoán đồng mắc tăng huyết áp. Tỷ lệ bị thoái hóa khớp và tăng huyết áp đều tăng theo độ tuổi. Trên những bệnh nhân này, việc giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và kiểm soát huyết áp cần được cân nhắc. Khi lựa chọn thuốc giảm đau trong điều trị thoái hóa khớp cho người bệnh cần kiểm soát huyết áp, cần chú ý đến tác dụng phụ lên huyết áp của thuốc giảm đau đang sử dụng, khả năng tương tác thuốc giữa thuốc giảm đau và thuốc trị huyết áp đang dùng, sự ảnh hưởng đến các nguy cơ gây biến cố tim mạch. Với những hiệu quả mang lại cho bệnh nhân, NSAIDs là nhóm thuốc giảm đau kháng viêm được dùng phổ biến trong điều trị thoái hóa khớp, nhưng nhóm thuốc này có thể làm ảnh hưởng lên việc kiểm soát huyết áp. Các thuốc NSAIDs có thể gây ảnh hưởng đến huyết áp rất khác nhau, có thuốc làm tăng huyết áp nhiều hơn so với thuốc khác hoặc can thiệp đến quá trình kiểm soát huyết áp. Các NSAIDs ức chế chọn lọc COX-2 cũng có tác động làm tăng huyết áp, nhất là ở người bệnh mắc phải bệnh lý nảy sẵn. Trong đó, một số thuốc NSAIDs ức chế COX-2 gây mất ổn định huyết áp có thể dẫn đến tăng nguy cơ tim mạch hơn so với các NSAIDs khác. Thậm chí, có thuốc NSAIDs còn chống chỉ định cho bệnh nhân có huyết áp trên 140/90 mm thủy ngân hoặc không ổn định. Tăng huyết áp được biết đến là yếu tố nguy cơ của bệnh thiếu máu cơ tim, đột quỵ, suy tim sung huyết. Huyết áp tâm trương tăng chỉ 5 mm thủy ngân liên tiếp trong ít nhất 5 năm sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ lên 35-40% và thiếu máu cơ tim cục bộ lên 20-25%. NSAIDs có thể ảnh hưởng đến tác dụng của các nhóm thuốc hạ huyết áp như thuốc ức chế men chuyển, thuốc chẹn thụ thể, thuốc chẹn beta, thuốc lợi tiểu. Thế nhưng, tác dụng của các thuốc chẹn kênh canxi dường như ít bị ảnh hưởng bởi các thuốc NSAIDs. Nhiều thuốc NSAIDs làm giảm tác dụng kiểm soát huyết áp của nhóm thuốc chẹn beta nhiều hơn so với thuốc giãn mạch và thuốc lợi tiểu. Khi bị thoái hóa khớp kèm tăng huyết áp, bạn nên thông báo cho bác sĩ về tình trạng bệnh và các thuốc đang sử dụng để được thay đổi sang loại thuốc an toàn hơn. Thường xuyên kiểm tra huyết áp trong những tuần đầu điều trị. Thay đổi lối sống bao gồm luyện tập thể dục và giảm cân. Thuốc giảm đau cần thiết để cải thiện vận động, tuy nhiên cần lựa chọn loại thuốc không ảnh hưởng lên việc kiểm soát huyết áp. Hãy trao đổi với bác sĩ để được lựa chọn thuốc vừa hiệu quả vừa an toàn. Khi điều trị thoái hóa khớp cho người có bệnh lý nền tăng huyết áp, điều quan trọng trong việc lựa chọn thuốc là việc đánh giá giữa lợi ích điều trị và các nguy cơ biến cố tim mạch. Các yếu tố nguy cơ làm tăng biến cố tim mạch được chia thành hai loại: nguy cơ có thể thay đổi và nguy cơ không thể thay đổi được. Trong đó, bạn nên chú ý đến những nguy cơ có thể thay đổi để giảm thiểu biến cố tim mạch xảy ra. Có đến 40% người bệnh thoái hóa khớp được chẩn đoán đồng mắc tăng huyết áp. Tỷ lệ bị thoái hóa khớp và tăng huyết áp đều tăng theo độ tuổi. Trên những bệnh nhân này, việc giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và kiểm soát huyết áp cần được cân nhắc. Khi lựa chọn thuốc giảm đau trong điều trị thoái hóa khớp cho người bệnh cần kiểm soát huyết áp, cần chú ý đến tác dụng phụ lên huyết áp của thuốc giảm đau đang sử dụng, khả năng tương tác thuốc giữa thuốc giảm đau và thuốc trị huyết áp đang dùng, sự ảnh hưởng đến các nguy cơ gây biến cố tim mạch. Với những hiệu quả mang lại cho bệnh nhân, NSAIDs là nhóm thuốc giảm đau kháng viêm được dùng phổ biến trong điều trị thoái hóa khớp, nhưng nhóm thuốc này có thể làm ảnh hưởng lên việc kiểm soát huyết áp. Các thuốc NSAIDs có thể gây ảnh hưởng đến huyết áp rất khác nhau, có thuốc làm tăng huyết áp nhiều hơn so với thuốc khác hoặc can thiệp đến quá trình kiểm soát huyết áp. Các NSAIDs ức chế chọn lọc COX-2 cũng có tác động làm tăng huyết áp, nhất là ở người bệnh mắc phải bệnh lý nảy sẵn. Trong đó, một số thuốc NSAIDs ức chế COX-2 gây mất ổn định huyết áp có thể dẫn đến tăng nguy cơ tim mạch hơn so với các NSAIDs khác. Thậm chí, có thuốc NSAIDs còn chống chỉ định cho bệnh nhân có huyết áp trên 140/90 mm thủy ngân hoặc không ổn định. Tăng huyết áp được biết đến là yếu tố nguy cơ của bệnh thiếu máu cơ tim, đột quỵ, suy tim sung huyết.
huyết áp tâm trương tăng chỉ 5mm thủy ngân liên tiếp trong ít nhất 5 năm sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ lên 35-40% và thiếu máu cơ tim cục bộ lên 20-25%. NSAIDs có thể ảnh hưởng đến tác dụng của các nhóm thuốc hạ huyết áp như thuốc alo ạ. Ban tổ chức. Dạ alo ạ, ban tổ chức. Dạ alo ạ, ban tổ chức xin test mic và test âm thanh với mọi người tham gia, các học viên tham gia. Những ai mà không nghe được âm thanh thì vui lòng nhắn tin về cái số máy được đưa lên trong phần mục chat ạ, để ban tổ chức đưa hỗ trợ ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ. Thoái hóa khớp là một bệnh lý tiến triển theo thời gian, gây tổn thương không phục hồi đến cấu trúc khớp. Căn bệnh này ảnh hưởng đến khoảng 240 triệu người trên toàn thế giới. Với các triệu chứng thường thấy là đau, cứng khớp, rối loạn chức năng và biến dạng khớp, đây là nguyên nhân chính gây tàn tật ở người cao tuổi. Mặc dù sụn khớp là mô cuối cùng bị tổn thương, thoái hóa và mất dần đi, nhưng sự thật thì thoái hóa khớp liên quan đến toàn bộ cấu trúc trong khớp, bao gồm cả sụn, màng hoạt dịch và xương dưới sụn. Nhiều nghiên cứu cho thấy chất trung gian gây viêm góp phần gây khởi phát và tiến triển thoái hóa khớp theo thời gian. Các chất gây viêm này có thể bắt nguồn ngay tại khớp như từ viêm màng hoạt dịch hay do viêm hệ thống. Tức là các chất này được giải phóng từ mô khác rồi di chuyển vào trong máu đến khớp qua hệ mạch ở xương dưới sụn. Viêm mạn tính ở mức độ thấp và dai dẳng.
Vâng, xin kính mời quý thầy cô, quý đại biểu và toàn thể học viên, chúng ta bắt đầu làm việc. Kính thưa quý thầy cô, quý đại biểu và toàn thể học viên có mặt tại buổi hội thảo hôm nay. Tiếp nối các buổi hội thảo, bài giảng trực tuyến, hôm nay Hội Nội khoa Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề Quản lý bệnh cơ xương khớp ở trạng thái bình thường mới. Đây là hội thảo mở đầu cho chuỗi hội thảo, bài giảng thuộc chuyên ngành cơ xương khớp mà đội ngũ các chuyên gia bác sĩ đầu ngành trong chuyên khoa cơ xương khớp sẽ chia sẻ tới hội viên Hội Nội khoa Việt Nam, các bác sĩ lâm sàng trên toàn quốc nói chung trong thời gian tới. Tới dự hội thảo hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu tại trung tâm điều hành hội thảo, xin giới thiệu sự hiện diện của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khánh Trạch, Chủ tịch Hội Nội khoa Việt Nam. Xin giới thiệu sự có mặt của quý thầy cô là lãnh đạo ủy viên ban chấp hành Hội Nội khoa Việt Nam. Chủ tọa điều hành hội thảo hôm nay, tôi xin giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Lan, ủy viên ban chấp hành Hội Nội khoa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Thấp cấp học Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu các thầy cô là lãnh đạo Hội Thấp cấp học, các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia chuyên ngành cơ xương khớp đã có mặt tại buổi hội thảo hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu hai báo cáo viên, tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Liễu, Phó trưởng khoa khớp Bệnh viện Bạch Mai, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Phương Thủy, bác sĩ chuyên khoa khớp Bệnh viện Bạch Mai. Ban tổ chức xin được chào đón quý vị đại diện công ty Visit, đơn vị tài trợ cho hội thảo hôm nay và các hội thảo bài giảng sắp tới của Hội Nội khoa Việt Nam. Xin được chào đón 200 đại biểu, học viên trên toàn quốc đã nhiệt tình đăng ký tham dự hội thảo. Sau đây, xin trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khánh Trạch, Chủ tịch Hội Nội khoa Việt Nam, có lời phát biểu khai mạc hội thảo. Xin trân trọng kính mời giáo sư. Kính thưa đại diện cho hãng tài trợ, kính thưa phó giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Lan, nguyên trưởng khoa khớp và cũng là thường vụ của Hội Nội khoa Việt Nam. Kính thưa tất cả các bạn đồng nghiệp, trong chương trình về đào tạo liên tục của Hội Nội khoa Việt Nam trong năm nay thì có khá nhiều các cái chủ đề. Trước đây thì khoảng 2-3 tháng trước đây thì cũng đã có một số các cái chủ đề đã được tiến hành. Và hôm nay thì đến cái chủ đề về bệnh cơ xương khớp, và sau đó thì sẽ đến các cái chủ đề khác. Sở dĩ nó không tập trung vào một cái chủ đề của một cái chuyên khoa nào là vì cái Hội Nội khoa đó thì nó rộng lắm, nó bao gồm nhiều các cái chuyên khoa khác nhau. Nó không đi sâu được bằng các cái chuyên khoa, nhưng mà về mặt diện rộng thì nó lại rất là rộng. Vì thế cho nên là phải cập nhật nhiều cái chuyên khoa khác nhau. Và trong thực tế lâm sàng thì chúng ta cũng đã biết là khi mà người khám bệnh ở một cái phòng khám nào đấy chẳng hạn, thì rất ít khi chúng ta khám cho một người mắc một cái bệnh nào đó, mà thường là khám cho một người mà lại mắc nhiều thứ bệnh khác nhau. Chẳng nhẽ lúc bây giờ thì cứ đụng đến chuyên khoa nào thì lại phải gửi đi chuyên khoa ấy, thì như thế cũng rất mệt cho bệnh nhân và cũng rất mệt cho thầy thuốc. Và cuối cùng ấy, thì rồi bệnh nhân sẽ hoang mang, không biết là mình mắc một cái bệnh gì và cái chữa nó như thế nào. Vì thế cho nên là đầu tiên là phải khám một cái đầu mối là cái nội khoa đã, rồi trên cơ sở các thầy thuốc nội khoa phát hiện ra các triệu chứng thì lúc bây giờ mới thấy là người này cần phải đi sâu vào cái chuyên khoa này, chuyên khoa về cơ xương khớp hay là chuyên khoa về huyết học hay là cái chuyên khoa khác, thì lúc bây giờ nó mới đỡ cho bệnh nhân cái sự mệt mỏi. Và cuối cùng thì lại không biết là mình mắc một cái bệnh gì.
Thì đấy là cái tầm quan trọng của vấn đề đào tạo liên tục cho cái hội ngoại khoa là như vậy. Cho nên là chúng tôi những năm trước thì làm chưa được tốt, thì năm nay chúng tôi đã củng cố cái bộ máy cũng như là về mặt ý thức thì quan tâm nhiều hơn về vấn đề này. Cuối cùng thì chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Lan, trân trọng cảm ơn hãng tài trợ, trân trọng cảm ơn các cái thầy thuốc đã tham gia vào giảng dạy cho cái khóa này, và xin cảm ơn nhất là cảm ơn các cái bạn học viên đã nhiệt tình tham gia, và cũng là cái người như thế là cũng có cái ý thức nhận thức thấy là cái kiến thức về nội khoa là rất cần thiết. Chúng tôi xin nhắc lại là phương châm hoạt động của Hội Nội khoa của Việt Nam, Hội Nội khoa Việt Nam, thì chúng tôi xin nhắc lại là gì? Là biết 10 nhưng giỏi 1. Nghĩa là anh phải biết một cái diện rộng gấp 10 lần so với những người khác. Nhưng giỏi 1 thì chỉ đi vào một cái chuyên khoa nào đó nó sâu hơn thôi. Chứ mà đi hết tất cả các chuyên khoa được đi sâu thì không thể đi được, cũng giống như ngày trước nữa. Cho nên là cái phương châm hoạt động của Hội Nội khoa là như vậy, là biết 10 nhưng giỏi 1. Cuối cùng là xin chúc cho hội nghị lớp học của chúng ta được thành công tốt đẹp. Xin chúc sức khỏe tất cả mọi người. Vâng, xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khánh Trạch. Sau đây xin kính mời quý thầy cô, quý đại biểu và toàn thể học viên, chúng ta bắt vào đầu và bước vào nội dung chính của hội thảo. Ban tổ chức xin kính mời Phó Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Lan, chủ tọa của hội thảo hôm nay, sẽ điều hành hội thảo. Trân trọng kính mời Phó Giáo sư. Vâng, cảm ơn Hòa. Kính thưa giáo sư Nguyễn Khánh Trạch, người thầy của rất nhiều thế hệ bác sĩ của chúng tôi. Kính thưa quý thầy cô, quý anh chị, quý đồng nghiệp của Hội Nội khoa cũng như là Hội Thức Phẫu học Việt Nam. Kính thưa quý thầy cô, quý anh chị và quý bạn đồng nghiệp. Kính thưa đại diện của hãng tài trợ. Ngày hôm nay thì Hội Nội khoa của chúng tôi sẽ tổ chức một cái buổi học vấn đề về các cái quản lý bệnh cơ xương khớp, thách thức phải đối mặt trong thời kỳ đại dịch và các hướng dẫn điều trị NSAID trong thực hành nội khoa. Đây là hai trong cái chuyên đề đầu tiên mà cái chuỗi bài giảng về cơ xương khớp của chúng tôi sẽ bắt đầu. Và chúng tôi thấy là trong cái quá trình mà trong cả một cái chuỗi để học ấy, thì chúng tôi sẽ phủ tất cả các cái bệnh lý thường gặp, từ gút, thoái hóa khớp, loãng xương vân vân. Cho nên là chúng tôi rất là hy vọng các bạn đồng nghiệp sẽ tham gia vào những cái khóa học của Hội Nội khoa như thế này. Thì như chúng ta đã biết ý, thì trong các cái bệnh lý mà cơ xương khớp, đặc biệt là thoái hóa khớp, thì cái việc mà chẩn đoán rất là quan trọng. Và trong cái đại dịch như thế này thì cái vấn đề bệnh nhân đến chúng ta như thế nào, và chúng ta có thể có những kiến thức nào mà chúng ta có thể tư vấn được cho bệnh nhân ở trong cái thời kỳ đại dịch này hay không. Và trong cái việc mà chẩn đoán và điều trị thì những thuốc NSAID là những thuốc đầu tay mà chúng ta phải sử dụng. Đấy là các chuyên đề, mà đấy là lý do mà chúng tôi sẽ bắt đầu bằng hai cái chuyên đề đầu tiên. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hôm nay có hai nữ tướng, lại đều là phó trưởng khoa cơ xương khớp Bệnh viện Bạch Mai. Đấy là tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Liễu và tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Phương Thủy. Và chúng tôi hôm nay chúng tôi sẽ xin được phép giới thiệu, và chúng tôi sẽ đi vào cái chương trình đầu tiên luôn. Là đầu tiên là sẽ bài đầu tiên của tiến sĩ Lê Thị Liễu và sau đó là tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thủy. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một bài tổng kết và chúng ta sẽ thảo luận, và sau đó thì chúng ta sẽ có một bài test để chúng ta đánh giá. Chúng tôi một lần nữa chúng tôi xin trân trọng kính chúc sức khỏe thành công của giáo sư Nguyễn Khánh Trạch, của ban tổ chức, của cả hai báo cáo viên cũng như là toàn thể quý vị đại biểu, và chúng tôi xin phép được khai mạc, được bắt đầu đi vào phần chuyên môn luôn.
Bài đầu tiên chúng tôi xin trân trọng kính mời tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Liễu, phó trưởng khoa cơ xương khớp bệnh viện Bạch Mai sẽ trình bày về chẩn đoán và quản lý bệnh cơ xương khớp, thách thức phải đối mặt trong thời kỳ đại dịch. Xin trân trọng kính mời cô. Dạ, em xin mời cô Liễu mở mic giúp em ạ. Vâng ạ. Em xin chào các quý thầy cô và các quý vị đồng nghiệp ạ. Và kính thưa Linh. Vâng ạ, em kính thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khánh Trạch, Chủ tịch Hội Nội khoa Việt Nam, kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Hội Thấp khớp học Việt Nam và thành viên ủy viên của Hội Nội khoa Việt Nam ạ. Kính thưa các quý thầy cô và các quý vị đồng nghiệp, như chúng ta đã biết thì đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có ảnh hưởng đến việc quản lý các cái bệnh nhân cơ xương khớp. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể quản lý được các bệnh nhân cơ xương khớp trong thời kỳ đại dịch gặp vô vàn những khó khăn, do bệnh nhân không thể đến bệnh viện để khám bệnh trực tiếp được, rồi có những bệnh nhân thì đang điều trị lại chẳng may bị mắc COVID, thế và còn nhiều những cái khó khăn khác nữa, thì làm thế nào để chúng ta có thể quản lý được cái nhóm đối tượng bệnh nhân cơ xương khớp này, chính là nội dung mà bài trình bày của em muốn sẽ chia sẻ ngay dưới đây ạ. Bởi vì thời lượng của chương trình là 40 phút nên bài trình bày của em sẽ tập trung chủ yếu vào nhóm đối tượng, quản lý nhóm đối tượng bệnh nhân bị thoái hóa khớp gối và khớp háng. Nội dung bài trình bày của em gồm 4 phần. Phần thứ nhất là đại cương về bệnh thoái hóa khớp gối và khớp háng. Phần thứ hai là chẩn đoán và quản lý thoái hóa khớp trong thời kỳ COVID. Phần thứ ba là quản lý và điều trị. Và cuối cùng là kết luận ạ. Thế về đại cương về thoái hóa khớp thì như chúng ta đã biết là thoái hóa khớp là một cái bệnh tổn thương của toàn bộ khớp, đầu tiên là từ sụn khớp rồi đến xương dưới sụn, màng hoạt dịch, và đây là một quá trình diễn biến từ rối loạn cấu trúc có thể dẫn đến những cái rối loạn chức năng khớp, dẫn đến hẹp khe khớp, tân tạo xương và sơ xương dưới sụn, và một số trường hợp thoái hóa khớp thì có thể có tràn dịch khớp do phản ứng viêm của màng hoạt dịch. Và thoái hóa khớp nếu như không được điều trị thì có thể dẫn đến tàn phế và ảnh hưởng đến chất lượng sống của người bệnh. Và một số nghiên cứu gần đây thì cũng chỉ ra rằng thoái hóa khớp có liên quan đến tỷ lệ tử vong và tàn tật. Đây là một nghiên cứu được công bố trên tạp chí BMJ năm 2011. Người ta nghiên cứu trên 1.100 bệnh nhân trên 35 tuổi bị thoái hóa khớp, có biểu hiện triệu chứng và tổn thương trên X-quang. Thì người ta thấy rằng ở những cái nhóm đối tượng mà bệnh nhân thoái hóa khớp và có những cái biểu hiện tàn tật thì cái tỷ lệ tử vong cao hơn so với những cái nhóm bệnh nhân mà không có biểu hiện tàn tật, và tỷ lệ tử vong trên những nhóm đối tượng bị thoái hóa khớp gối và khớp háng này thì cũng cao hơn những cái bệnh nhân mà không mắc bệnh thoái hóa khớp trong cộng đồng. Đây là một nghiên cứu khác trên 4.200 bệnh nhân và trên 45 tuổi được chẩn đoán là thoái hóa khớp gối trong một cái dự án nghiên cứu ở Bắc Carolina, và thời gian trung bình là hơn 14,6 năm và thời gian theo dõi tối đa là 24 năm. Thì người ta cũng thấy rằng những bệnh nhân có đau khớp gối đơn độc hoặc có đau khớp gối mà kết hợp với tổn thương trên X-quang thì cũng tăng tỷ lệ tử vong, và tỷ lệ tử vong này thì tăng rõ với những cái bệnh nhân mà có kèm theo béo phì. Đây cũng là một nghiên cứu để người ta thấy rằng là có mối liên quan giữa tỷ lệ tử vong của những cái bệnh nhân mà thoái hóa khớp gối và trên 65 tuổi. Vậy các nguyên nhân của thoái hóa khớp gối thì gồm rất nhiều, bạn như béo phì liên quan đến tuổi. Tuổi càng cao thì người ta thấy nguy cơ thoái hóa càng tăng, liên quan tới nghề nghiệp, rồi các cái bệnh lý như chấn thương khớp gối, dị dạng khớp, tiền sử phẫu thuật khớp, một số bệnh lý chuyển hóa. Và trong các nhóm nguy cơ này thì hai nguy cơ mà người ta thấy nguy cơ cao nhất đấy chính là béo phì và những cái tình trạng biến dạng khớp. Về tình trạng béo phì thì người ta thấy rằng là nguy cơ tương đối có thể lên tới là OR là 11 và biến dạng khớp là trên 5,13. Và người ta cũng nghiên cứu thấy rằng là khi mà cứ tăng 1 kg trọng lượng cơ thể thì sẽ tăng tải lượng lên khớp là 2 đến 3 kg. Về cơ chế bệnh sinh của thoái hóa khớp,
thì đây là bệnh của sụn xương và màng hoạt dịch, và tổn thương thì bắt đầu từ quá trình là tổn thương cơ học nhưng điều khiển qua các chất hóa học và các men tiêu protein và các cytokine chính là nguyên nhân chính gây ra phản ứng viêm trong thoái hóa khớp, và các tế bào sụn trong khớp là mục tiêu tấn công của các yếu tố mà được sản xuất từ màng hoạt dịch dẫn đến xương bị tổn thương theo diễn biến bệnh. Và cái quá tải sụn khớp thì là có vai trò khởi đầu trong quá trình gây ra thoái hóa khớp, sau đó mới đến một loạt các cái phản ứng tiếp theo. Về các vị trí thường gặp của thoái hóa khớp thì người ta thấy thoái hóa khớp hay gặp ở những khớp lớn như khớp háng, khớp gối, cột sống cổ, cột sống thắt lưng. Ngoài ra thì thoái hóa khớp cũng gặp ở một số khớp nhỏ như ở các khớp bàn tay thì hay gặp nhất là các khớp ngón xa. Ngoài ra có thể gặp ở khớp ngón gần và khớp bàn ngón một. Và ở bàn chân thì người ta thấy hay gặp thoái hóa khớp ở khớp bàn ngón chân cái. Về triệu chứng lâm sàng của thoái hóa khớp thì xuất hiện là đau kiểu cơ học khi cử động và có tiếng lục khục. Có thể gặp sưng khớp do các đầu xương to ra hoặc là do tràn dịch khớp, có thể có biến dạng khớp. Tuy nhiên trong thoái hóa khớp thì các khớp ít nóng đỏ, không giống như trong các bệnh lý do gút hoặc do nhiễm trùng. Và những cái hạn chế vận động trong thoái hóa khớp thì thường hạn chế vận động ít. Về mặt xét nghiệm thì trong thoái hóa khớp thì không có xét nghiệm đặc hiệu, và các vi lăng về viêm cũng như các xét nghiệm miễn dịch thì thường là bình thường. Về dịch khớp thì người ta thấy là dịch khớp thì thường là trong và màu vàng nhạt, số lượng bạch cầu là dưới 2.000 trên 1 ml dịch khớp. Về chẩn đoán hình ảnh, đặc biệt là X quang thì có vai trò quan trọng và được đưa vào là một trong các dấu hiệu của tiêu chuẩn chẩn đoán thoái hóa khớp. Thì đặc điểm đặc trưng của thoái hóa khớp trên X quang là hình ảnh hẹp khe khớp, gai xương ở rìa khớp và đặc xương dưới sụn. Đây là ba đặc điểm chính của thoái hóa khớp ở tất cả các khớp. Đây là hình ảnh một khớp gối bình thường ạ, và đây là hình ảnh của gai xương ở rìa khớp. Đây là hình ảnh hẹp khe khớp, đặc xương dưới sụn. Đấy, về hình ảnh siêu âm thì có thể phát hiện các cái tổn thương về sụn khớp như giảm bề dày. Đây là hình ảnh siêu âm sụn khớp. Chúng ta có thể thấy là giảm bề dày sụn khớp hoặc là mất hoàn toàn sụn khớp. Có thể có hình ảnh tăng sinh màng hoạt dịch. Có hình ảnh tràn dịch khớp. Có thể gặp gai xương ở rìa khớp cũng như thấy những cái dị vật trong khớp. Đây là hình ảnh kén Becker. Đây hình ảnh của dị vật trong khớp và hình ảnh thoát vị kén Becker. Đấy, về cộng hưởng từ thì người ta cũng có thể đánh giá được các tổn thương về sụn khớp mỏng, có thể thấy các gai xương ở rìa khớp, có thể thấy tổn thương sụn chêm, dây chằng và cũng có thể phát hiện các dị vật trong khớp cũng như tràn dịch khớp. Ngoài ra thì cộng hưởng từ có thể phát hiện những cái tổn thương sớm ở xương trong thoái hóa khớp, đó là phù thủy xương. Về nội soi thì là cái tiêu chuẩn chẩn đoán thoái hóa khớp gối mà chúng ta có thể quan sát được trực tiếp tổn thương của sụn khớp, và người ta có thể dùng để chẩn đoán phân biệt thoái hóa khớp với các cái nguyên nhân khác gây ra tổn thương khớp. Về những cái tổn thương sụn khớp trong thoái hóa khớp thì người ta được phân làm 4 loại, 4 độ theo Albright năm 1973. Về chẩn đoán thoái hóa khớp gối và những cái khó khăn khi mà chúng ta chẩn đoán bệnh trong thời kỳ COVID-19. Thì với thoái hóa khớp gối thì đây là cái vị trí khớp mà rất thường gặp trong thoái hóa, và về triệu chứng biểu hiện lâm sàng thì thường có đau khớp gối kiểu cơ học, có tiếng lục khục khi cử động, có thể có tràn dịch khớp, muộn thì có thể có teo cơ, phì đại xương, biến dạng khớp, lệch trục và lỏng lẻo khớp. Thế về vị trí tổn thương trong thoái hóa khớp thì với thoái hóa khớp gối thì người ta thấy có 3 vị trí. Thứ nhất là nếu như tổn thương ở khoang trong ạ. Khoang trong là hay gặp tổn thương nhất thì có thể gây ra biến dạng chân vòng kiềng, bởi vì cái sụn ở phía trong thì nó bị sập sẽ làm cho biến dạng kiểu chân vòng kiềng như này. Thế còn nếu như tổn thương ở khoang ngoài, mất sụn ở phía khoang ngoài thì có thể gây biến dạng chân hình chữ X. Còn nếu trong trường hợp thoái hóa khớp mùi bánh chè thì bệnh nhân có thể thấy biểu hiện đau mặt trước khớp gối và đau tăng khi ấn xương bánh chè và trượt lên xương đùi. Đây là phân độ về X quang của thoái hóa khớp gối. Thì người ta phân làm 4 giai đoạn tổn thương theo Ken và Noren. Ở giai đoạn 1 thì không thấy hình ảnh gai xương, vì có gai xương nhỏ hoặc là nghi ngờ, không rõ ràng. Ở giai đoạn 2 thì chúng ta có thể thấy bắt đầu hình ảnh gai xương rõ. Giai đoạn 3 thì có gai xương rõ và hẹp khe khớp một phần. Và giai đoạn cuối cùng là hẹp khe nhiều. Dựa vào cái phân độ của Ken và Noren thì chúng ta có thể đánh giá được mức độ bệnh của bệnh nhân và xem tiên lượng điều trị cũng như là đánh giá tình trạng bệnh nhân đã phải can thiệp ngoại khoa chưa, hay chúng ta vẫn có thể tiếp tục để điều trị nội khoa. Với những cái tình trạng thoái hóa khớp gối ở giai đoạn 4 có dính khớp, hẹp khe khớp nặng và biến dạng khớp thì chúng ta sẽ phải xem xét kết hợp với điều trị ngoại khoa. Về tiêu chuẩn chẩn đoán thoái hóa khớp gối thì hiện nay tiêu chuẩn được sử dụng phổ biến nhất là theo tiêu chuẩn của Hội Khớp học Mỹ năm 1991.
thì tiêu chuẩn này có thể dựa vào lâm sàng đơn thuần hoặc lâm sàng kết hợp với X-quang và xét nghiệm. Về các cái dấu hiệu lâm sàng để chẩn đoán thoái hóa khớp gối trong tiêu chuẩn của Hội Khớp Học Mỹ năm 1991 thì bao gồm: thứ nhất là bệnh nhân có dấu hiệu đau khớp, thứ hai là lạo xạo khi cử động, thứ ba là có cứng khớp dưới 30 phút, thứ tư là tuổi trên 38, thứ năm là có sờ thấy phỉ đại gai xương. Và dựa vào cái lâm sàng này thì mình có thể hoàn toàn chẩn đoán được thoái hóa khớp gối khi mà bệnh nhân có các cái yếu tố 1, 2, 3, 4, tức là có đau khớp, lạo xạo khi cử động, có cứng khớp dưới 30 phút và tuổi trên 38, hoặc là có 3 yếu tố của tiêu chuẩn chẩn đoán nhưng như là đau khớp, lạo xạo khi cử động, sờ thấy phỉ đại gai xương, hoặc là có đau khớp, tuổi trên 38 và sờ thấy phỉ đại gai xương. Thế về tiêu chuẩn chẩn đoán mà dựa vào kết hợp giữa lâm sàng với X-quang và xét nghiệm, thì với tiêu chuẩn lâm sàng thì cũng tương tự như bên tiêu chuẩn lâm sàng đơn thuần, tức là có đau khớp gối, có tuổi trên 38, có cứng khớp dưới 30 phút và lạo xạo khi cử động. Đây chính là 4 cái dấu hiệu lâm sàng mà được áp dụng để chẩn đoán thoái hóa khớp gối. Và ngoài ra người ta đưa thêm 2 dấu hiệu cận lâm sàng, đấy là gai xương ở rìa khớp, hoặc là dịch khớp là dịch thoái hóa, tức là số lượng bạch cầu đa nhân trung tính dưới 2.000 bạch cầu trên 1 ml dịch khớp. Thế nếu như mà dựa vào chẩn đoán thoái hóa khớp gối theo Hội Khớp Học Mỹ năm 1991 kết hợp giữa lâm sàng và X-quang thì chúng ta chỉ cần 2 dấu hiệu. Một là đau khớp gối kiểu cơ học và có gai xương ở rìa khớp mà chúng ta đã có thể chẩn đoán được thoái hóa khớp gối. Ngoài ra nữa thì chúng ta có thể dựa vào các triệu chứng lâm sàng kết hợp với xét nghiệm như là đau khớp gối, rồi dịch khớp là dịch thoái hóa, cứng khớp gối dưới 30 phút và có tiếng lạo xạo khi cử động. Thế hoặc là chúng ta có các cái dấu hiệu như đau khớp gối, tuổi trên 38, cứng khớp dưới 30 phút và lạo xạo khi cử động. Đấy là những cái dấu hiệu, đấy là những cái tiêu chuẩn chẩn đoán thoái hóa khớp gối theo tiêu chuẩn của Hội Khớp Học Mỹ năm 1991. Thế về vấn đề thoái hóa khớp háng thì người ta thấy rằng là thoái hóa khớp háng ở nam thì gặp nhiều hơn ở nữ, thường có thể bị một bên hoặc hai bên. Bệnh nhân thường có đau cơ học ở bẹn hoặc mặt trong đùi và đau tăng khi bệnh nhân chống chân và dáng đi khập khiễng. Bệnh nhân ngồi xuống đứng lên gặp khó khăn và khám thì tư thế xoay bị ảnh hưởng sớm nhất. Bệnh nhân đau khi duỗi và xoay trong. Hình ảnh X-quang thì có hình ảnh của thoái hóa khớp. Về tiêu chuẩn chẩn đoán thoái hóa khớp háng thì cũng theo tiêu chuẩn của Hội Khớp Học Mỹ năm 1991 là dựa vào lâm sàng, X-quang và xét nghiệm. Nhà đau khớp háng hầu như cả ngày, tốc độ máu lắng giờ đầu dưới 20 mm, X-quang có gai xương tại chỏm xương đùi và hoặc ổ cối, hình ảnh hẹp khe khớp háng và chẩn đoán xác định khi bệnh nhân có triệu biểu hiện của đau khớp háng, tốc độ máu lắng giờ đầu dưới 20 mm, có hình ảnh tổn thương trên X-quang. Hoặc bệnh nhân có đau khớp háng, có tốc độ máu lắng giờ đầu dưới 20 mm và trên X-quang có hẹp khe khớp háng. Hoặc là bệnh nhân có đau khớp háng hầu như cả ngày và có tổn thương trên X-quang thì chúng ta có thể chẩn đoán được thoái hóa khớp háng. Vậy thì các thay đổi trong về chẩn đoán thoái hóa khớp trong thời kỳ COVID thì chúng ta sẽ gặp những cái khó khăn gì? Về các nghiên cứu thì bởi vì đại dịch COVID mới diễn ra trong năm 2020 và 2021 nên các cái dữ liệu nghiên cứu thì chưa nhiều. Và người ta thấy rằng trong thực hành lâm sàng thì để chẩn đoán thoái hóa khớp trong thời kỳ đại dịch COVID-19 gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì bệnh nhân không thể đến viện để bác sĩ có thể thăm khám trực tiếp cũng như để làm các cái xét nghiệm cận lâm sàng. Vì vậy cái việc chẩn đoán thì người ta thấy rằng 90% chẩn đoán thoái hóa khớp gối và khớp háng là dựa vào các tiêu chuẩn lâm sàng. Và tiêu chuẩn lâm sàng như thế nào thì tôi đã vừa trình bày ở trên ạ. Thế ngoài ra thì 10% bệnh nhân được chẩn đoán thì đã bao gồm X-quang. Bao gồm X-quang ở đây là đã có một số trường hợp mà bệnh nhân mà trước khi mà diễn ra đại dịch mà bệnh nhân không thể đến viện khám được thì họ đã có những cái phim chụp X-quang từ trước đó, và dựa vào những cái phim chụp X-quang của bệnh nhân cũng như các biểu hiện lâm sàng mà thông qua khám chữa bệnh từ xa thì chúng ta cũng có thể chẩn đoán được thoái hóa khớp. Và với một trường hợp mà bệnh nhân được chẩn đoán mới là thoái hóa khớp nhưng trên lâm sàng mà chúng ta thấy là bệnh nhân có mức độ thoái hóa từ trung bình hoặc nặng thì bệnh nhân cũng sẽ vẫn phải được tư vấn chụp X-quang. Và cái tư vấn này thì hay được tư vấn về bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình. Về những cái thay đổi về lối sống trong thời kỳ đại dịch COVID-19 thì cũng ảnh hưởng đến vấn đề chẩn đoán cũng như điều trị và theo dõi bệnh nhân thoái hóa khớp. Bởi vì là trong thời kỳ đại dịch thì chúng ta thấy rằng là xen kẽ giữa những cái đợt mà hoạt động mà công việc mà cuộc sống diễn ra bình thường thì lại có những cái đợt mà phải giãn cách xã hội. Thế rồi bây giờ thì là trạng thái bình thường mới. Thì bệnh nhân, cái thời gian ở nhà của bệnh nhân rất là nhiều. Và bởi vì ở nhà nhiều nên là cái hoạt động của bệnh nhân cũng giảm.
và dẫn đến tăng cân. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến thoái hóa khớp, mà lát nữa trong cái phần điều trị thì chúng tôi cũng sẽ nhắc lại về đây là một trong kiểm soát cân nặng và một trong cái yếu tố quan trọng của điều trị thoái hóa khớp gối. Và vì ở nhà nhiều nên bệnh nhân cũng không có các hoạt động nhóm, ví dụ như bệnh nhân có thể có những cái nhóm tham gia tập thể dục, cùng đi bộ, cùng đạp xe hoặc là cùng tập thái cực quyền vân vân. Thì vì cách ly xã hội nên bệnh nhân không thể có những cái hoạt động nhóm. Bệnh nhân sẽ không bị giảm hoặc là không được khám bệnh trực tiếp với bác sĩ mà phải chuyển sang khám chữa bệnh từ xa hoặc là tư vấn qua điện thoại. Và bệnh nhân cũng bị giảm tương tác trực tiếp với bạn bè và gia đình. Đấy là những cái khó khăn. Và hậu quả của đại dịch COVID-19 thì cũng ảnh hưởng đến thoái hóa khớp. Và kết quả là bệnh nhân sẽ bị tăng cân. Bệnh nhân sẽ giảm hoặc không được đánh giá các đợt bùng phát bệnh bởi bác sĩ. Và bệnh nhân không thể được tiêm nội khớp và giảm sử dụng các thuốc giảm đau do không thể tới được hiệu thuốc để mua thuốc. Bệnh nhân có thể giảm hoạt động thể chất và cô lập và có thể dẫn đến trầm cảm. Vậy làm thế nào để điều trị thoái hóa khớp trong thời kỳ COVID-19 cũng như quản lý các cái nhóm bệnh nhân này? Thế thì theo hướng dẫn điều trị, thực hành điều trị của Hội Khớp Học Mỹ năm 2020 thì người ta thấy rằng thoái hóa khớp là một bệnh kéo dài và cần phải điều trị. Điều trị có nhiều phương pháp là không dùng thuốc hoặc dùng thuốc, nhưng trên thực tế thì điều trị là kết hợp cả hai. Và một số khuyến nghị thì dành riêng cho các khớp cụ thể, ví dụ như khớp gối, khớp háng, khớp bàn tay. Tuy nhiên là những cái khuyến nghị này thì chúng ta cũng có thể áp dụng cho các khớp khác, ví dụ như cột sống hoặc là các cái vị trí khớp mà bàn ngón chân cái chẳng hạn. Và kết luận của khuyến cáo là hướng dẫn này sẽ định hướng các bác sĩ lâm sàng và bệnh nhân đưa ra các quyết định điều trị thoái hóa khớp. Bác sĩ lâm sàng nên trao đổi với bệnh nhân để đưa ra các cái quyết định điều trị dựa trên cái đánh giá mức độ bệnh của bệnh nhân cũng như dựa trên sở thích và các cái bệnh đồng mắc của bệnh nhân. Và thoái hóa khớp là một cái bệnh nên được điều trị, không nên từ chối điều trị. Về các liệu pháp điều trị không dùng thuốc trong thoái hóa khớp thì đây là theo khuyến cáo của Hội Khớp Mỹ năm 2020 thì đối với khớp bàn tay, khớp gối cũng như khớp háng thì người ta thấy rằng là luyện tập là một trong những cái phương pháp mà điều trị không dùng thuốc quan trọng. Và với cái sự luyện tập này thì bệnh nhân cần phải có sự cố gắng cũng như sự tự quản lý. Và mục đích của điều trị này là bệnh nhân thứ nhất là phải giảm được cân nặng là quan trọng nhất, giảm được cân nặng và giảm cái chỉ số BMI. Bệnh nhân có thể tập với thái cực quyền, rồi là những cái phương pháp luyện tập khác, có thể sử dụng những cái nẹp về chỉnh hình. Và đây là những cái khuyến cáo tập thể dục, đây gọi là khuyến cáo mức độ mạnh. Thế ngoài ra nữa, với điều trị không dùng thuốc thì người ta cũng có thể dùng vật lý trị liệu, châm cứu vân vân, rồi tập yoga và các cái phương pháp đắp paraffin vân vân, các phương pháp điều trị khác. Ví dụ như đây nẹp bàn tay, nhưng mà đây là những cái gọi là khuyến cáo, không phải là khuyến cáo mức độ mạnh. Về điều trị dùng thuốc thì người ta thấy rằng cái thuốc NZ là có vai trò quan trọng trong điều trị thoái hóa khớp gối. Và NZ so với những cái thuốc mà giảm đau thông thường như acetaminophen hoặc tramadol hoặc các cái thuốc khác như chondroitin là thuốc chống thoái hóa khớp tác dụng chậm, những cái thuốc bôi tại chỗ thì người ta thấy rằng là NZ uống cũng như NZ đường bôi và tiêm corticoid nội khớp là những cái khuyến cáo mức độ mạnh. Thế còn những cái thuốc giảm đau thông thường khác hoặc là những cái glucosamine hoặc là những cái thuốc bôi tại chỗ thì là khuyến không phải là mức độ mạnh. Và cái NZ đây ạ. Và đây cũng là một trong những cái khuyến cáo điều trị thoái hóa khớp theo Hiệp hội Khớp học châu Âu năm 2014 thì người ta có 4 bước, người ta chia ra làm 4 bước và người ta sẽ bắt đầu điều trị thoái hóa khớp gối khi mà bệnh nhân có các cái triệu chứng. Với cái khuyến cáo này thì người ta có khuyên là mình có thể sử dụng các thuốc sisadoa dài hạn và kết hợp paracetamol khi cần thiết. Tức là chúng ta có thể sử dụng các thuốc chống thoái hóa tác dụng chậm như glucosamine hoặc chondroitin sulfat hoặc một số thuốc khác như các cái nhóm diacerin vân vân thì có thể sử dụng được dài hạn và dùng các paracetamol khi cần thiết. Và bệnh nhân có thể được bổ sung các thuốc chống viêm không steroid tại chỗ là đường bôi. Và đây là bước đầu điều trị bước 1 ạ. Tức là sử dụng các cái thuốc điều chống thoái hóa khớp tác dụng chậm, thuốc NZ đường bôi hoặc là paracetamol khi cần thiết. Nếu như trong trường hợp mà bệnh nhân vẫn còn triệu chứng và bệnh nhân vẫn còn đau thì chúng ta chuyển sang bước 2, tức là dùng thuốc chống viêm không steroid đường uống liên tục hoặc từng đợt. Trong trường hợp mà bệnh nhân vẫn còn triệu chứng thì lúc đấy người ta sẽ xét đến tiêm nội khớp corticoid và hoặc là chúng ta sẽ tiêm acid hyaluronic. Nếu như trong đến bước 1 và bước 2 này mà thất bại thì người ta sẽ chuyển sang bước 3, tức là điều trị các opioid yếu ngắn hạn
chẳng hạn như có thể dùng tramadol, mà ở Việt Nam thì chúng ta có cái biệt dược là Ultracet. Và đến bước 4, khi mà bệnh nhân thất bại với các điều trị nội khoa như là dùng thuốc này, tiêm tại chỗ, thay đổi lối sống, thì người ta sẽ sang các bước ngoại khoa theo phải phẫu thuật thay khớp hoặc là chỉnh hình khớp và kết hợp với các opioid. Thế đây cũng là một cái khuyến cáo điều trị thoái hóa khớp của Hội Kinh tế và Hội Lâm sàng Kinh tế của các bệnh loãng xương và thoái hóa khớp năm 2019. Thì người ta cũng đưa ra các cái 4 bước điều trị tương tự như cái khuyến cáo của Hội Khớp học châu Âu năm 2014. Như tôi vừa trình bày, cũng là 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là điều trị cơ bản, tức là có thể dùng các cái thuốc thoái hóa khớp tác dụng chậm đấy ạ, như glucosamine sulfate, không có creatine sulfate, kết hợp với paracetamol hoặc là không. Có thể dùng một số nẹp khớp, nhiều bệnh nhân phải điều chỉnh lối sống như là tập thể dục. Các cái dụng cụ hỗ trợ như là gậy khung đỡ, có thể chườm, rồi là vận động trị liệu, băng ép thủy trị liệu, rồi là tập thái cực quyền, vân vân. Thế nếu như trong trường hợp mà bệnh nhân không đỡ thì có thể sử dụng các cái thuốc NZ bôi tại chỗ. Và sang bước 2, tức là khi mà cũng tương tự như cái khuyến cáo năm 2014 là bệnh nhân vẫn còn triệu chứng, thì chúng ta sẽ chuyển sang là điều trị các thuốc NZ đường uống. Tuy nhiên là khi sử dụng NZ đường uống thì chúng ta sẽ phải cân bằng giữa các cái nguy cơ đường tiêu hóa cũng như nguy cơ tim mạch ở cái trường hợp bệnh nhân suy thận. Thì cái phần sử dụng NZ như thế nào thì lát nữa chúng ta sẽ có một bài rất là chi tiết và đầy đủ của tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thủy nói về sử dụng các NZ trong thực hành điều trị nội khoa. Thế và trong trường hợp mà bệnh nhân sử dụng NZ vẫn còn triệu chứng thì chúng ta sẽ có thể tiêm corticoid nội khớp hoặc acid hyaluronic. Và các cái nếu như thất bại thì chúng ta sang bước 3, tức là sử dụng các cái opioid yếu ngắn hạn như là tramadol vân vân. Và các triệu chứng vẫn còn thì sẽ dẫn đến là bước 4, tức là chúng ta sẽ phải điều trị can thiệp ngoại khoa là thay khớp toàn bộ hoặc là thay khớp từng phần. Và thoái hóa khớp trong thời kỳ COVID-19 thì chúng ta thấy rằng là trong đại dịch COVID-19 thì quản lý và điều trị bệnh nhân thoái hóa khớp gặp một số khó khăn. Như lúc trước tôi đã trình bày, thứ nhất là bệnh nhân bị tăng cân nhiều bởi vì là ít hoạt động, bệnh nhân phải ở nhà và suốt ngày chỉ quanh ra quanh vào là 3 bữa, rồi là không được đi ra ngoài tập thể dục, không được hoạt động nhóm vân vân. Và khi mà BMI tăng, cân nặng tăng thì sẽ dẫn đến là tăng đau khớp gối. Và khi mà ở nhà thì các cái biện pháp luyện tập của bệnh nhân cũng giảm, dẫn đến là hiện tượng cứng khớp. Rồi các đợt bùng phát bệnh của bệnh nhân, thoái hóa khớp nó sẽ có những cái đợt bùng phát bệnh mà bệnh nhân không được điều trị bằng tiêm tại chỗ như corticoid, rồi huyết tương dầu tiểu cầu hoặc là acid hyaluronic. Và trong cái thời kỳ đại dịch thì bệnh nhân thoái hóa khớp do bệnh không được kiểm soát tốt, rồi do bệnh nhân bị hạn chế giao lưu thì có thể dẫn đến những cái triệu chứng như trầm cảm. Thế và quản lý thoái hóa khớp trong đại dịch COVID-19 thì trong cái thời kỳ COVID-19 thì một số bệnh nhân mà chẳng may mà bị mắc COVID. Vậy thì khi bệnh nhân mắc COVID thì chúng ta có tiếp tục điều trị thoái hóa khớp hay không? Và là nếu mắc COVID thì cái thuốc thoái hóa khớp nào mà bệnh nhân có thể tiếp tục được điều trị? Thì theo một số khuyến cáo, đây là khuyến cáo điều trị về mặt lâm sàng năm 2020, thì một bệnh nhân mà mắc COVID-19 thì người ta cũng chia ra làm các mức độ, tức là giai đoạn sớm, tổn thương phổi nhẹ, hoặc là giai đoạn mà bệnh nhân mà có tăng quá cao các cái phản ứng viêm, giống như chúng ta hay nói là cơn bão cytokine. Thì những cái trường hợp mà bệnh nhân có cơn bão cytokine và tổn thương COVID mức độ nặng thì các thuốc NZ thì người ta khuyên là không nên dùng. Ở đây thì người ta ghi là cân bằng giữa lợi ích và nguy cơ, nhưng một số khuyến cáo khác thì người ta khuyên là nếu như bệnh nhân đã bị COVID nặng thì mình sẽ không dùng các thuốc NZ. Và corticoid thì có thể dùng, nhưng mà chúng ta liều lượng chúng ta cũng phải cân bằng lợi ích và nguy cơ. Các thuốc mà opioid thì người ta khuyên là không dùng, như là khuyến cáo mạnh. Thế còn đối với thuốc paracetamol với bệnh nhân COVID mà mức độ nặng thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục dùng. Thế còn trong những trường hợp mà bệnh nhân COVID mà mới phát hiện những cái biểu hiện sớm thì theo cái khuyến cáo này là vẫn có thể dùng NZ và paracetamol. Tuy nhiên thì người ta, đây nữa là các cái thuốc kháng thể đơn dòng. Ví dụ như là trong COVID thì cái kháng thể đơn dòng là ức chế interleukin 6 như tocilizumab được sử dụng và được sử dụng cả điều trị COVID nặng nữa, thì cái này vẫn được tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên là trong nhiều khuyến cáo thì người ta khuyên rằng nếu như một bệnh nhân của chúng ta bị thoái hóa khớp mà chẳng may mắc COVID thì chúng ta chỉ nên giữ lại dùng paracetamol. Thế còn đối với NZ thì chúng ta cũng cân nhắc thận trọng và hạn chế, không nên sử dụng NZ trong trường hợp mà bệnh nhân mà đã bị mắc COVID-19. Còn corticoid thì chúng ta có thể sử dụng, và corticoid thì cũng là một trong những cái thuốc mà được khuyến cáo để trong điều trị bệnh COVID. Về điều trị thoái hóa khớp gối trong đại dịch COVID-19 thì nó cũng
có khác so với trước đây. Và trước đây là bệnh nhân thoái hóa khớp có thể gặp các bác sĩ để điều trị, bác sĩ thăm khám bệnh trực tiếp, đánh giá bệnh. Và nhưng mà tuy nhiên trong đại dịch COVID-19 thì cùng với việc cách ly xã hội thì bệnh nhân sẽ phải khám chữa bệnh từ xa. Và bệnh nhân sẽ được khuyến cáo điều trị khi có những cái đợt bùng phát bệnh. Và chúng ta vẫn tuân thủ theo những cái khuyến cáo của các cái hiệp hội khớp học châu Âu cũng như là hội khớp học Mỹ và những cái hiệp hội về lâm sàng các bệnh thoái hóa khớp, lâm sàng và kinh tế các bệnh thoái hóa khớp và loãng xương. Thì chúng ta vẫn điều trị theo cái hướng dẫn là sẽ dùng các corticoid tại chỗ với cái thuốc corticoid bôi tại chỗ, các thuốc chống viêm không steroid bôi tại chỗ thì có thể kê đơn hoặc không kê đơn, bệnh nhân có thể tự mua được. Và nếu như mà dùng các thuốc này mà không đáp ứng, không kiểm soát được đau thì bệnh nhân có thể bổ sung thêm các thuốc acetaminophen là 2 gram một ngày. Đây chính là paracetamol. Tuy nhiên người ta cũng khuyến cáo là paracetamol thì chúng ta không nên dùng quá 3 gram, chỉ dùng dưới 3 gram thôi. Và nếu không giảm đau, vẫn không đạt được hiệu quả điều trị thì chúng ta có thể kết hợp với NZ đường uống. Tuy nhiên cái việc kê đơn NZ thì cũng không nên dùng quá dài, bởi vì năm 2015 thì FDA cũng đã đưa ra những cái cảnh báo về nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ khi sử dụng các thuốc NZ. Và chúng ta sẽ phải cân nhắc rất kỹ trong trường hợp với cái nhu cầu giảm đau đầy đủ của bệnh nhân và nguy cơ tiềm ẩn của thuốc NZ uống và bôi tại chỗ. Về tập thể dục cũng được khuyến cáo để tăng cường sức mạnh của các cơ quanh khớp gối, và một số thuốc có thể mang lại hiệu quả điều trị cho một số bệnh nhân như glucosamine và không chondroitin sulfat, nghệ, phấn hoa ong. Những cái đây thì cũng không, nó là khuyến cáo, không phải là khuyến cáo mức độ mạnh. Và cố gắng duy trì tuân thủ thuốc cộng tập thể dục để mang lại hiệu quả điều trị tối ưu. Và trong cái khoảng cách mà đại dịch mà đã hết giãn cách xã hội thì chúng ta nên tìm được một số người bạn để cùng luyện tập. Thế và những cái thách thức trong điều trị bệnh nhân thoái hóa khớp trong thời kỳ bên ngoài cũng như là bên trong đại dịch COVID-19 thì đặc điểm của những cái bệnh nhân thoái hóa khớp của chúng ta thì hay gặp một người cao tuổi. Và những cái người cao tuổi thì cái nguy cơ mà nhiễm COVID cũng như nhiễm trùng rất là cao. Và chúng ta sẽ phải thận trọng khi chúng ta sử dụng các cái thuốc opioid và các thuốc NZ. Nếu trong trường hợp mà bệnh nhân mà nhiễm COVID thì chúng ta không nên sử dụng các thuốc này. Ở những cái bệnh nhân thoái hóa khớp thì cũng có một thách thức nữa là gặp rất nhiều bệnh nền. Thế và để đánh giá điều trị cho bệnh nhân thoái hóa khớp mà có nhiều bệnh nền thì chúng ta cần sự kết hợp của nhiều chuyên khoa để cùng đánh giá. Phải có đa trị liệu. Và với những cái bệnh nhân mà có nguy cơ nhiễm trùng cao rồi nhiễm trùng hô hấp thì chúng ta cũng hạn chế dùng opioid thì sẽ ảnh hưởng đến vấn đề đường thở của bệnh nhân. Vậy làm thế nào để chúng ta quản lý được cái việc sử dụng thuốc chống viêm không steroid của bệnh nhân trong thời kỳ COVID-19? Đây là cái vấn đề hết sức quan trọng. Và cái phần này thì cũng sẽ được trình bày rất là rõ trong cái bài trình bày của tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thủy về việc sử dụng thuốc chống viêm không steroid. Tuy nhiên là khi mà sử dụng các thuốc chống viêm không steroid thì chúng ta luôn luôn phải ghi nhớ một điều là phải cân bằng giữa lợi ích và nguy cơ. Thế đây là một cái nghiên cứu năm 2010 thì người ta cũng đã chứng minh rằng là cái lợi ích và nguy cơ giữa người ta sẽ so sánh giữa việc sử dụng các cái thuốc chống viêm không steroid không chọn lọc, các thuốc coxib và các cái thuốc opioid. Thì nghiên cứu này thì lại chỉ ra rằng các cái thuốc coxib và opioid thì có giảm nguy cơ dạ dày hơn so với các cái thuốc chống viêm không steroid. Trong nhóm coxib này thì hiện nay ở chúng ta là đang có Celebrex và được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Thế còn các thuốc chống viêm không steroid thì có rất nhiều trên thị trường, và người ta thấy rằng nhóm coxib thì có ưu điểm hơn so với cái nhóm chống viêm không chọn lọc, tức là sẽ giảm nguy cơ dạ dày. Thế còn đối với nguy cơ gãy xương thì người ta thấy rằng là sử dụng các thuốc chống viêm không chọn lọc cũng như các thuốc coxib thì sẽ giảm nguy cơ gãy xương hơn là khi mà bệnh nhân phải sử dụng giảm đau nhóm opioid. Và cái nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng là cái nhóm opioid còn tăng nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân khác nữa đi kèm cao hơn là so với bệnh nhân mà sử dụng các thuốc NZ. Vậy thì trong cái quá trình mà chúng ta kiểm soát đau cho bệnh nhân thoái hóa khớp gối thì mình sẽ lựa chọn là các cái thuốc chống viêm không steroid hay mà mình lựa chọn opioid. Thì cái nghiên cứu này là chứng minh rằng là chúng ta có thể sử dụng các cái thuốc chống viêm không steroid, bởi vì là nguy cơ của các thuốc này đối với đặc biệt là cái nhóm coxib thì nguy cơ đối với dạ dày thì lại tương đương với giảm nguy cơ dạ dày tương đương với opioid, và đối với các cái nguy cơ khác thì các nhóm coxib lại còn thấp hơn so với khi mà bệnh nhân sử dụng opioid. Thế đây cũng là một nghiên cứu thì người ta chứng minh rằng là khi mà so sánh giữa cái việc sử dụng NZ, coxib cũng như opioid
kết hợp với paracetamol thì yếu tố nào, thì thuốc nào làm tăng nguy cơ về tim mạch? Thì người ta thấy rằng là khi mà kết hợp opioid và paracetamol thì còn tăng nguy cơ tim mạch hơn khi mà sử dụng các cái thuốc NSAID. Đây là một cái khuyến cáo điều trị thoái hóa khớp diễn ra ở NIST năm 2014. Thì người ta cũng thấy rằng là giai đoạn bước đầu cũng tương tự như các khuyến cáo khác là sẽ là paracetamol, các thuốc NSAID đường bôi. Nếu như mà hiệu quả hạn chế thì chúng ta sẽ chuyển sang các thuốc NSAID đường uống, tuy nhiên là dùng ngắn nhất nếu có thể. Và chúng ta có thể lựa chọn thêm, lựa chọn thuốc sẽ tùy theo bệnh nhân là có bệnh lý đường, có bị bệnh lý tim mạch, bệnh lý dạ dày hay là có biểu hiện bệnh lý về thận hay không, bệnh nhân có suy thận hay không, thì chúng ta phải cân nhắc để lựa chọn thuốc một cách an toàn. Và các cái thuốc NSAID truyền thống hoặc các thuốc cốc xít thì người ta thấy rằng là người ta ưu tiên hơn là sử dụng các cái nhóm mới, đấy là enterococcus, và phải theo dõi tính an toàn của thuốc. Đến bước 3, nếu như mà điều trị đường bôi cũng như đường uống các NSAID mà không đạt hiệu quả thì chúng ta có thể xét đến tiêm nội khớp. Và đây là cái người ta hướng dẫn cụ thể, cái khuyến cáo của Hiệp hội Kinh tế và Lâm sàng các bệnh thoái hóa khớp và loãng xương năm 2019, người ta đã hướng dẫn rất chi tiết về cái việc mà khi mà chúng ta chọn lựa chọn NSAID nào đối với những cái bệnh nhân mà cần phải sử dụng thuốc NSAID nếu như có nguy cơ về dạ dày cũng như nguy cơ về các cái bệnh lý tim mạch và những cái nguy cơ khác. Thế thì lát nữa tiến sĩ Thủy sẽ trình bày rất rõ cho chúng ta cái phần này. Vì tại sao thì người ta lại phải có luyện tập trong thoái hóa khớp gối? Thế thì luyện tập cũng là một cái phần quan trọng trong điều trị thoái hóa khớp. Thì những năm trước thì người ta cho rằng là thoái hóa khớp gối thì không được kê đơn luyện tập nhiều, vì người ta lại nghĩ rằng là tập luyện mà với trọng lượng cơ thể thì sẽ làm nặng quá trình thoái hóa lên. Nhưng những nghiên cứu gần, nhưng mà cái việc không luyện tập thì sẽ dẫn thừa cân, suy nhược và làm tăng thoái hóa khớp. Thế vì vậy mà những cái nghiên cứu gần đây thì người ta thấy luyện tập là một phần của điều trị. Và trong 2 thập kỷ gần đây thì các nghiên cứu đã cho thấy là tập luyện thì là một cái phương pháp điều trị và đã được đưa vào các hướng dẫn. Tập luyện thì có tác dụng giảm đau, làm tăng sức mạnh của cơ, cải thiện chất lượng sống và trì hoãn cái nhu cầu phải sử dụng các thuốc giảm đau. Và những cái luyện tập mà được khuyến cáo đấy là có thể đi bộ để tăng cường cơ bắp chân và giúp cải thiện các bệnh lý tim mạch. Tuy nhiên đi bộ trong thoái hóa khớp thì người ta cũng khuyên là cái thời lượng đi bộ của chúng ta là nên đi bộ khoảng dưới 30 phút. Về tăng độ dẻo dai của khớp thì có thể tập yoga và thái cực quyền hoặc là bơi lội hoặc tập thể dục dưới nước để tăng sức mạnh của các cơ cũng được khuyến cáo. Về tập thể dục để tăng sức mạnh của các cơ gân dây chằng xung quanh khớp, và khi các mô này khỏe thì hoạt động như một cái nẹp để bảo vệ khớp và giảm áp lực nên khớp bị suy yếu. Tập thể động lực thì cũng giúp bệnh nhân được sống lâu hơn, và khi tập thể dục mà cùng đội nhóm thì cũng có thể giúp bệnh nhân giảm được trầm cảm. Và trong thời kỳ đại dịch, các lớp hướng dẫn tập ở nhà qua khám, chương trình khám chữa bệnh từ xa thì cũng được phát triển. Để kết luận thì chẩn đoán thoái hóa khớp trong thời kỳ đại dịch COVID-19 thì người ta thấy rằng cái chẩn đoán bệnh thì chủ yếu là dựa vào lâm sàng hơn là dựa vào lâm sàng kết hợp với chụp X-quang hoặc xét nghiệm dịch khớp. Và thay đổi lối sống có thể làm nặng thêm tình trạng thoái hóa khớp. Thay đổi lối sống trong thời kỳ đại dịch có thể làm nặng thêm tình trạng thoái hóa khớp. Và những cái bệnh nhân thoái hóa khớp cần thiết được điều trị ngay cả trong thời kỳ đại dịch COVID-19, và cả hai phương pháp điều trị dùng thuốc và không dùng thuốc thì đều là cần thiết. Và nếu như bệnh nhân thoái hóa khớp của chúng ta bị nhiễm COVID-19 thì người ta khuyên là các thuốc nên được giữ lại điều trị là paracetamol, còn các thuốc chống viêm thì chúng ta phải cân nhắc và sẽ không dùng trong trường hợp mà bệnh nhân có tổn thương phổi nặng, và cần có các nghiên cứu nhiều hơn nữa để tìm hiểu về hậu quả lâu dài của COVID đối với tình trạng tàn tật khớp của bệnh nhân, bởi vì là thời kỳ COVID diễn ra trong 2 năm nay thì các nghiên cứu là cũng chưa được nhiều. Và trên đây là phần trình bày của em về quản lý chẩn đoán cũng như quản lý bệnh nhân thoái hóa khớp trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Em xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các quý thầy cô và các quý vị đồng nghiệp ạ. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Lê Thị Liễu đã có một cái bài trình bày rất là thú vị và rất là đa dạng về các vấn đề, từ các vấn đề về chẩn đoán cũng như điều trị và dùng thuốc trong trường hợp trong cái bối cảnh đại dịch COVID như thế này. Những cái gì mà chúng ta có thể làm được ở trong cái quá trình thực hành lâm sàng. Vâng, trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Thị Liễu. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng kính mời tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Phương Thủy, phó trưởng khoa cơ xương khớp bệnh viện Bạch Mai, sẽ trình bày bài báo cáo thứ hai là các hướng dẫn điều trị gần đây nhất trong việc sử dụng NSAID trong thực hành lâm sàng nội khoa. Vâng, xin trân trọng kính mời cô. Xin nhờ cô Liễu là hạ bài xuống đi ạ, thì em mới có thể share bài lên được ạ.
Liễu thoát ra. Liễu phải thoát thì em mới có thể chia sẻ bài được ạ. Liễu thoát cái bài không ra. Vâng ạ, em thoát rồi ạ. Em đang thoát ạ. Ok, được rồi. Các bạn tự thoát xong rồi. Who can say, I can say. Dạ, em ok rồi. Vâng, để em cho bài nó to lên ạ. Rồi. À. Em định cho full màn hình mà. Em cho chế độ show ở trên màn hình của em là được, cái chỗ mà sao lại không được? Ở ở cái góc ấy, góc bên phải ấy. Có cái phần share lên em là sau lên em cho rồi em xem cứ bình tĩnh thì vâng alo cô ơi, cô show cái slide show ở phía bên dưới ạ, slide show phía bên dưới cùng đấy ạ, vẫn như là mình thôi, bình thường ấy, con chuột cô xịt xuống dưới ạ. Có phần slide sâu, hình slide sâu hết thôi cô. Tôi không tìm thấy đâu nhỉ? Ở trong máy tính của em ấy. Bên phải em tính nhé. Ừ, máy tính đây, của em ấy. Đây, để em kéo cái này. À đây rồi, nó che cái đấy. À đúng rồi. Được rồi, đúng không ạ? Đúng rồi. À, vâng, được rồi ạ. Để nó che cái ấy của em, nó bị che mất. Vâng. Các thầy cô nhìn rồi, thấy rõ rồi đúng không ạ? Rõ rồi, bắt đầu đi. Vâng. À, kính thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khánh Trạch, Chủ tịch Hội Nội khoa Việt Nam, kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Hội Tâm học Việt Nam, kính thưa các thầy cô và các quý vị đại biểu. Sau đây thì em xin phép được chia sẻ về các cái hướng dẫn điều trị gần đây của việc sử dụng thuốc NSAID trong thực hành nội khoa. Đau khớp mãn tính thì đó là một trong các cái nguyên nhân mà hay gặp nhất làm cho người bệnh bị tàn phế. Và cái tình trạng đau khớp mãn tính thì nó cũng làm giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh rất là nhiều, làm tăng tỷ lệ bệnh nhân có thể là bị trầm cảm hoặc là các cái rối loạn về cảm xúc. Và đau khớp mãn tính thì cũng thường gặp trong thực hành lâm sàng nội khoa. Các cái bệnh lý thường gặp dẫn đến tình trạng đau khớp mãn tính đó là các cái bệnh lý khớp viêm như là viêm khớp dạng thấp, cút, viêm cột sống dính khớp hoặc là các bệnh lý thoái hóa khớp. Và hiện nay thì với cái tuổi thọ của dân số thế giới ngày càng tăng thì nó cũng làm cho cái tỷ lệ bệnh nhân bị đau khớp mãn tính cũng tiếp tục tăng theo thời gian. Trong các bệnh lý khớp mà có tổn thương đau khớp mãn tính thì quá trình viêm đóng một cái vai trò then chốt quan trọng trong cơ chế bệnh sinh của bệnh. Trong các cái bệnh lý khớp viêm như là viêm khớp dạng thấp hay là gút thì có cái quá trình viêm và làm cho bệnh nhân bị viêm hoặc là dịch khớp và dẫn đến một cái tình trạng đau khớp mãn tính. Ở các cái bệnh nhân có chẩn đoán là thoái hóa khớp như là thoái hóa khớp gối thì các bệnh nhân này cũng có tình trạng viêm của màng hoạt dịch và làm cho bệnh nhân bị sưng đau khớp, hạn chế vận động và có thể là gây cả tràn dịch khớp gối. Các cái thuốc chống viêm giảm đau không steroid là những thuốc mà có hiệu quả chống viêm giảm đau chủ yếu là thông qua cái ức chế enzyme cyclooxygenase 2 hay còn gọi là enzyme COX 2. Và hiện nay thì các cái thuốc NSAID là một trong các cái nhóm thuốc mà được sử dụng nhiều nhất hiện nay và nó thường là được chỉ định thường xuyên trong điều trị các cái bệnh lý đau mãn tính do viêm. Do cơ chế tác động của các cái thuốc NSAID nên là các cái thuốc NSAID sẽ được chia ra thành hai nhóm, đó là nhóm thuốc NSAID kinh điển không chọn lọc và nhóm thuốc NSAID ức chế chọn lọc COX 2. Đối với nhóm thuốc NSAID kinh điển không chọn lọc thì nó sẽ ức chế cả enzyme COX 1 và enzyme COX 2. Còn đối với các cái nhóm thuốc NSAID ức chế chọn lọc thì nó chỉ là ức chế chọn lọc enzyme COX 2. Các cái enzyme COX 1 thì có ở hầu hết tại các cái tế bào. Còn đối với enzyme COX 2 thì trong điều kiện cơ thể bình thường thì nó sẽ có rất ít tại các tế bào. Tuy nhiên khi có các kích thích của các cái cytokine gây viêm thì các cái enzyme COX 2 nó sẽ xuất hiện nhiều tại các cái tế bào nội mô, các cái bạch cầu đơn nhân và đại thực bào. Vì vậy mà trong các cái bệnh lý viêm, đặc biệt là các bệnh lý viêm mãn tính thì sẽ xuất hiện rất nhiều các cái enzyme COX 2 và nó sẽ làm khởi động cái quá trình viêm.
Trong hình ảnh chúng ta thấy rằng đây là một nhóm các cái thuốc NSAID kinh điển ức chế cả cốc 1 và cốc 2 mà chúng ta rất là quen thuộc trong thực hành lâm sàng nội khoa như là aspirin, naproxen, ibuprofen. Và đây là các cái nhóm thuốc NSAID ức chế đặc hiệu cốc 2 và các cái thuốc này thì càng lùi về phía sau thì nó càng làm tăng cái tác dụng ức chế chọn lọc trên cốc 2 như là celecoxib, meloxicam, etoricoxib và rofecoxib. Về cơ chế tác động của các cái thuốc NSAID thì như chúng ta đã biết tại màng tế bào thì có rất nhiều các cái acid arachidonic. Và dưới tác động của các enzyme cốc 1 và enzyme cốc 2 thì acid arachidonic sẽ được tổng hợp thành các prostaglandin, prostacyclin và thrombosan A2. Đó là những chất gây viêm quan trọng. Tại niêm mạc của dạ dày thì dưới tác động của enzyme cốc 1 thì sẽ tổng hợp lên rất nhiều các cái prostaglandin E2. Và prostaglandin E2 thì có vai trò quan trọng trong bảo vệ dạ dày. Thứ nhất là nó sẽ làm tăng cái sự tổng hợp chất nhầy ở niêm mạc của dạ dày, làm tăng cái sự tổng hợp bicarbonate tại niêm mạc dạ dày và làm tăng cái lưu lượng của dòng máu đến dạ dày. Vì vậy mà các cái thuốc NSAID mà ức chế enzyme cốc 1 thì sẽ làm tăng nguy cơ bị các cái biến cố trên đường tiêu hóa như là viêm loét dạ dày tá tràng và nặng hơn là bệnh nhân có thể bị xuất huyết tiêu hóa. Ở tại thận thì dưới tác động của enzyme cốc 1 và enzyme cốc 2 thì cũng tổng hợp nên rất nhiều các prostaglandin E2 và prostaglandin I2. Đây là hai prostaglandin gây giãn mạch và nó có vai trò quan trọng với chức năng thận. Hai prostaglandin này thì nó sẽ làm giãn cái tiểu động mạch đến ở cầu thận và làm tăng áp suất lọc của cầu thận. Và hai prostaglandin này thì cũng có vai trò quan trọng trong việc làm tăng bài tiết muối và nước ở thận. Do đó, các cái thuốc NSAID mà ức chế enzyme cốc 1 và enzyme cốc 2 thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là giữ nước, giữ muối do làm giảm cái bài tiết muối và nước ở thận. Nó có thể làm cho bệnh nhân bị phù, tăng huyết áp và đặc biệt là khi mà giảm cái sự tổng hợp prostaglandin E2 và prostaglandin I2 ở thận thì nó sẽ làm giảm cái áp suất lọc ở cầu thận và có thể làm cho bệnh nhân bị suy thận. Đối với tim mạch thì prostaglandin E2 và thrombosan A2 có vai trò quan trọng với tim mạch. Trong đó thì cái sự tổng hợp prostaglandin E2 dưới tác động của enzyme cốc 2 và prostaglandin E2 thì chủ yếu là gây giãn mạch cũng như là ức chế cái sự kết dính của tiểu cầu nên là prostaglandin E2 thì nó sẽ dẫn đến là chống sự hình thành huyết khối. Còn đối với thrombosan A2 được tổng hợp dưới tác động của enzyme cốc 1 thì thrombosan A2 là một chất gây co mạch và cũng gây kết dính tiểu cầu nên là thrombosan A2 sẽ có nguy cơ là tạo thành huyết khối. Ở các cái thuốc NSAID mà có ưu thế ức chế enzyme cốc 1 nhiều hơn so với enzyme cốc 2, ức chế enzyme cốc 2 nhiều hơn so với ức chế enzyme cốc 1 thì nó sẽ có nguy cơ làm tăng các cái biến cố tim mạch đó là đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Các cái thuốc NSAID có cấu trúc phân tử khác nhau thì cũng có những cái đặc điểm dược động học khác nhau. Các cái thuốc NSAID kinh điển không chọn lọc thì có tính axit yếu. Thì bên cạnh cái việc tác động toàn thân thì các cái thuốc NSAID kinh điển này cũng tác động trực tiếp vào các cái phospholipid của các cái tế bào ở lớp biểu mô của đường tiêu hóa và làm tăng nguy cơ bị các cái biến cố trên đường tiêu hóa khi cho chỉ định dùng thuốc NSAID kinh điển. Đối với các cái thuốc NSAID ức chế đặc hiệu cốc 2 mà có nhóm sulfonin như là etoricoxib và rofecoxib thì nó sẽ làm tăng tính oxy hóa của các cái lipoprotein cholesterol có tỷ trọng thấp. Vì vậy mà nó sẽ làm tăng nguy cơ bị xơ vữa mạch và các cái bệnh lý tim mạch. Còn các cái thuốc NSAID ức chế đặc hiệu cốc 2 nhưng mà lại có nhóm sulfonamide như là celecoxib và valdecoxib thì nó lại không làm tăng tính oxy hóa của các lipoprotein cholesterol có tỷ trọng thấp và sau đó nó sẽ không làm tăng nguy cơ bị xơ vữa mạch. Và trong những năm gần đây thì tính an toàn của các cái thuốc NSAID đã được quan tâm nhiều hơn. Như chúng ta đã biết thì đúng đó có cái sự kiện như là thuốc rofecoxib và valdecoxib thì đã bị rút khỏi thị trường do các cái biến cố tim mạch cũng như là các cái phản ứng ngoài da nghiêm trọng. Rồi thuốc lumiracoxib thì cũng bị rút khỏi thị trường do tăng nguy cơ nhiễm độc với gan. Và các nghiên cứu thì cũng thấy rằng các cái thuốc NSAID khác nhau thì nó sẽ có những cái ảnh hưởng khác nhau lên huyết áp. Trong đó thì thuốc rofecoxib, etoricoxib và ibuprofen thì có nguy cơ làm tăng huyết áp tâm thu nhiều hơn so với nhóm celecoxib.
Và trong thực hành lâm sàng nội khoa hiện nay thì chúng ta đã gặp một số tồn tại có liên quan đến việc sử dụng thuốc NSAID. Thứ nhất là một số bác sĩ tuyến cơ sở đã thực sự là không quan tâm nhiều đến các biến cố mà có thể gặp trên đường tiêu hóa, tim mạch và thận khi chỉ định thuốc NSAID cho bệnh nhân. Và một số bác sĩ thì cũng có thể là không thường xuyên xác định những cái yếu tố nguy cơ mà của bệnh nhân có thể gặp khi mà chỉ định thuốc NSAID cho bệnh nhân. Và ngược lại thì một số bệnh nhân lại được đánh giá quá mức về các cái yếu tố nguy cơ có thể gặp khi dùng các thuốc NSAID, nên dẫn đến việc là bác sĩ sẽ chỉ định các thuốc NSAID với liều lượng mà thấp hơn cái liều mà có hiệu quả để kiểm soát quá trình viêm khớp cho bệnh nhân. Và hiện nay tại Việt Nam thì các cái bệnh nhân có thể mua thuốc mà không cần có đơn của bác sĩ. Vì vậy mà có nhiều bệnh nhân đã không ý thức được về tác dụng phụ của các cái thuốc NSAID khi dùng thuốc mà do không có đơn của bác sĩ. Theo các nghiên cứu thấy rằng tất cả các thuốc NSAID thì đều làm tăng nguy cơ bị các cái biến cố trên đường tiêu hóa, do các cái thuốc NSAID đã làm giảm cái sự tổng hợp prostaglandin tại niêm mạc của dạ dày. Vì vậy mà nó sẽ làm tăng nguy cơ bị các cái biến cố trên đường tiêu hóa. Và các thuốc NSAID khác nhau thì có tính an toàn trên đường tiêu hóa khác nhau. Trong đó thì các cái thuốc NSAID kinh điển ức chế enzyme COX-1 thì nó sẽ làm tăng nguy cơ các cái biến cố trên đường tiêu hóa. Còn đối với các thuốc NSAID mà ưu thế ức chế chọn lọc COX-2 như là celecoxib, etoricoxib thì nó sẽ làm giảm bị nguy cơ các cái biến cố trên đường tiêu hóa. Và các cái bằng chứng trên nội soi của đường tiêu hóa thì cũng thấy rằng cái tổn thương đường tiêu hóa là thường gặp ở các cái bệnh nhân mà dùng thuốc NSAID kéo dài, đặc biệt là các cái tổn thương ở đường tiêu hóa dưới. Các yếu tố nguy cơ dẫn đến tổn thương đường tiêu hóa ở các bệnh nhân dùng thuốc NSAID là gì? Thứ nhất, đó là những bệnh nhân lớn tuổi, trên 60 tuổi. Những bệnh nhân có tiền sử bị viêm loét dạ dày tá tràng. Những bệnh nhân bị nhiễm Helicobacter pylori. Các bệnh nhân có tiền sử trào ngược dạ dày thực quản. Và các cái bệnh nhân dùng thuốc NSAID liều cao, đặc biệt là các yếu tố nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa, nó sẽ tăng lên ở những bệnh nhân mà sử dụng đồng thời NSAID với các cái thuốc chống đông, glucocorticoid cũng như là các cái thuốc chống ngưng tập tiểu cầu. Các cái biến cố trên đường tiêu hóa có thể gặp ở các bệnh nhân dùng thuốc NSAID, đó là bệnh nhân đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, tiêu chảy, bệnh nhân bị viêm loét dạ dày tá tràng và nặng hơn là bị xuất huyết tiêu hóa. Các cái biện pháp để chúng ta làm giảm các cái biến cố trên đường tiêu hóa khi chúng ta cho bệnh nhân dùng thuốc NSAID, đó là chúng ta cần phải đánh giá các cái yếu tố nguy cơ của bệnh nhân trước khi chỉ định thuốc NSAID. Và trong quá trình dùng thuốc NSAID thì chúng ta cũng phải theo dõi bệnh nhân thường xuyên để phát hiện sớm các cái biến cố trên đường tiêu hóa. Và trong quá trình bệnh nhân dùng thuốc NSAID, nếu như chúng ta xét nghiệm và thấy rằng bệnh nhân có sụt giảm hemoglobin trên 2 gram trong decilit thì chúng ta cần phải nghi ngờ là bệnh nhân đã bị tổn thương ở đường tiêu hóa. Và các nghiên cứu cũng thấy rằng thuốc celecoxib thì ít có tác dụng phụ trên đường tiêu hóa so với các cái nhóm thuốc NSAID kinh điển. Và ở những bệnh nhân mà có các yếu tố nguy cơ bị các cái biến cố trên đường tiêu hóa thì khi chúng ta chỉ định thuốc NSAID cho bệnh nhân, chúng ta nên dùng kết hợp với các cái thuốc bảo vệ dạ dày như là nhóm ức chế bơm proton cho bệnh nhân. Tuy nhiên, các nghiên cứu lại thấy rằng các cái thuốc PPI thì lại không phòng được các cái biến cố ở đường tiêu hóa dưới trong quá trình sử dụng thuốc NSAID cho bệnh nhân. Bên cạnh các cái biến cố trên đường tiêu hóa thì các nghiên cứu cũng thấy rằng tất cả các thuốc NSAID đều làm tăng nguy cơ bị các cái biến cố tim mạch. Và các cái thuốc NSAID khác nhau thì sẽ có tính an toàn trên tim mạch khác nhau. Các cái biến cố tim mạch có thể gặp ở những bệnh nhân dùng thuốc NSAID, đó là bệnh nhân có thể bị tăng huyết áp, suy tim, nhồi máu cơ tim, đột quỵ và tử vong. Và trong đó thì cái nguy cơ mà bị nhồi máu cơ tim cấp thì nó sẽ xảy ra cao nhất trong vòng một tháng đầu tiên khi chúng ta cho bệnh nhân dùng thuốc NSAID và nó sẽ tăng nhẹ ở các cái tháng sau đó. Cơ chế tác động của các thuốc NSAID trên tim mạch, đó là các thuốc NSAID đã làm thay đổi cái sự cân bằng giữa quá trình co mạch. Và các thuốc NSAID cũng làm tăng cái sự kết dính tiểu cầu do tác động lên thrombosan A2 thông qua ức chế enzyme COX-1. Và các thuốc NSAID thì nó cũng làm thay đổi cái quá trình giãn mạch do tác động lên prostacyclin thông qua ức chế enzyme COX-2. Vì vậy mà ở những bệnh nhân dùng thuốc NSAID thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là co mạch, kết dính tiểu cầu và nguy cơ tạo thành huyết khối. Và đặc biệt như khi chúng ta chỉ định dùng các cái thuốc NSAID ở liều cao thì nó cũng càng làm tăng nguy cơ bị các cái biến cố tim mạch.
các cái thuốc NSAID ức chế đặc hiệu COX-2 khác nhau và các cái thuốc NSAID kinh điển khác nhau thì lại có tính an toàn trên tim mạch khác nhau. Các nghiên cứu thấy rằng diclofenac thì có nguy cơ bị các cái biến cố tim mạch cao hơn so với các cái thuốc như là ibuprofen, naproxen và paracetamol. Thuốc etoricoxib là một thuốc NSAID mà ức chế đặc hiệu COX-2 thì lại có nguy cơ bị huyết khối gây tắc mạch giống như diclofenac nhưng lại làm tăng huyết áp tâm thu nhiều hơn so với diclofenac. Và celecoxib thì cũng là một thuốc NSAID ức chế đặc hiệu COX-2. Tuy nhiên khi chúng ta dùng celecoxib với liều trung bình là 200mg một ngày thì có tính an toàn trên tim mạch tương đương với ibuprofen và naproxen. Ibuprofen và naproxen là hai thuốc NSAID kinh điển và được đánh giá là an toàn trong ở các bệnh nhân mà có bệnh lý tim mạch. Năm 2007 thì Hiệp hội tim mạch của Mỹ đã đưa ra các cái khuyến cáo về việc sử dụng thuốc NSAID ở các cái bệnh nhân có bệnh lý tim mạch. Đó là những bệnh nhân mà có bệnh lý tim mạch hoặc có nguy cơ cao của bệnh lý tim mạch thì chúng ta tránh sử dụng thuốc NSAID. Và ở những bệnh nhân này nếu như phải chỉ định các cái thuốc giảm đau cho bệnh nhân thì chúng ta nên ưu tiên sử dụng đó là các nhóm thuốc như là acetaminophen hoặc là tramadol cho bệnh nhân. Tuy nhiên ở những bệnh nhân có bệnh lý tim mạch nhưng kèm theo lại có các cái bệnh lý viêm khớp mà cần phải chỉ định các cái thuốc NSAID để kiểm soát quá trình viêm khớp cho bệnh nhân thì chúng ta nên ưu tiên sử dụng các cái thuốc NSAID kinh điển để làm giảm nguy cơ bị các cái biến cố tim mạch. Nhưng ở những bệnh nhân mà lại có nguy cơ cao bị các cái biến cố trên đường tiêu hóa khi sử dụng các thuốc NSAID kinh điển thì chúng ta có thể sử dụng các cái thuốc NSAID ức chế đặc hiệu COX-2. Tuy nhiên khi sử dụng các cái thuốc NSAID ở các bệnh nhân có bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên dùng liều thấp nhất có hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Và trong quá trình dùng các cái thuốc NSAID thì chúng ta cần phải theo dõi sát huyết áp, tình trạng phù, chức năng thận cũng như là các cái biến cố trên đường tiêu hóa của bệnh nhân. Và ở những bệnh nhân dùng các thuốc NSAID mà có nguy cơ cao bị các cái biến cố huyết khối gây tắc mạch thì chúng ta có thể kết hợp thêm dùng aspirin với liều thấp là 81mg một ngày và kết hợp với thuốc bảo vệ dạ dày nhóm PPI cho bệnh nhân. Và chúng ta cũng có thể ưu tiên dùng các cái thuốc NSAID dạng bôi tại chỗ để làm giảm nguy cơ bị các cái biến cố tim mạch cho bệnh nhân. Ở các bệnh nhân có bệnh lý tim mạch thì aspirin được coi là thuốc nền tảng trong điều trị các cái bệnh lý mạch vành. Tuy nhiên khi chúng ta dùng kết hợp các cái thuốc NSAID với aspirin thì nó có thể dẫn đến thứ nhất là làm giảm cái tác dụng ngăn ngừa huyết khối của aspirin cũng như làm gia tăng tác dụng phụ trên đường tiêu hóa. Do đó, ở những bệnh nhân đang dùng aspirin và có nguy cơ cao bị các tác dụng phụ trên đường tiêu hóa, thì chúng ta tránh chỉ định thuốc NSAID. Trong những trường hợp mà thực sự cần thiết phải chỉ định thuốc NSAID, thì chúng ta có thể chỉ định là naproxen hoặc là celecoxib liều thấp kết hợp với thuốc bảo vệ dạ dày nhóm PPI cho bệnh nhân. Các cái chiến lược để giúp giảm thiểu nguy cơ tim mạch và tránh cái sự tương tác với aspirin khi dùng kết hợp với thuốc NSAID. Đó là chúng ta cần phải cho bệnh nhân dùng aspirin ít nhất là 2 giờ trước khi cho bệnh nhân dùng thuốc NSAID. Và ở những bệnh nhân mà mới bị nhồi máu cơ tim cấp hoặc là mới có các can thiệp tim mạch trong vòng từ 3 đến 6 tháng thì chúng ta cũng không sử dụng thuốc NSAID cho bệnh nhân. Và trong quá trình dùng thuốc NSAID ở những bệnh nhân mà đang được dùng aspirin thì chúng ta cần phải theo dõi sát về toàn trạng cũng như là huyết áp cho bệnh nhân. Và chúng ta ưu tiên dùng lựa chọn các cái thuốc NSAID có thời gian bán thải ngắn. Chúng ta dùng với thời liều lượng thấp và thời gian thấp để làm giảm các cái biến cố tim mạch cho bệnh nhân. Theo các nghiên cứu về dịch tễ học thì cho thấy 50% các bệnh nhân có bệnh lý khớp thì có kèm theo với tăng huyết áp. Nên chúng ta sẽ gặp một tỷ lệ lớn các bệnh nhân dùng các cái thuốc NSAID cùng với thuốc hạ huyết áp. Các cái thuốc NSAID có thể dẫn đến cái sự khởi phát của một cái bệnh tăng huyết áp mới. Và những ở những cái bệnh nhân mà trước đó có tăng huyết áp đang được dùng các cái thuốc huyết áp và có kiểm soát huyết áp tốt thì khi chúng ta dùng các cái thuốc NSAID thì có thể làm cho bệnh nhân lại bị tăng huyết áp và dẫn đến làm tăng nguy cơ bị các cái biến cố tim mạch. Và việc chúng ta sử dụng các cái thuốc NSAID mỗi ngày thì có thể ảnh hưởng đến huyết áp của bệnh nhân sau khoảng một tuần. Và các nghiên cứu cũng thấy rằng cái dạng thuốc NSAID ở dạng bôi tại chỗ thì cũng có thể ảnh hưởng đến huyết áp của bệnh nhân. Trong một thử nghiệm lâm sàng precision nhằm đánh giá ảnh hưởng lên huyết áp của các cái thuốc NSAID như là ibuprofen, naproxen và celecoxib ở các cái bệnh nhân có viêm khớp.
thì kết quả nghiên cứu cho thấy rằng ở nhóm bệnh nhân dùng ibuprofen và nhóm bệnh nhân dùng naproxen thì ảnh hưởng lên huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương nhiều hơn so với nhóm bệnh nhân dùng celecoxib. Và ở các bệnh nhân mà trước đó có huyết áp bình thường nhưng sau đó lại có tăng huyết áp sau dùng thuốc thì thấy rằng cái tỷ lệ bệnh nhân có tăng huyết áp ở nhóm ibuprofen và nhóm naproxen thì cao hơn so với nhóm bệnh nhân dùng celecoxib. Và ở nhóm bệnh nhân dùng ibuprofen thì ảnh hưởng nên huyết áp tâm thu nhiều hơn so với nhóm bệnh nhân dùng celecoxib. Vì vậy mà nghiên cứu đã đưa ra kết luận rằng ibuprofen là một nhóm thuốc NSAID kinh điển không chọn lọc thì đã ảnh hưởng lên huyết áp nhiều hơn so với nhóm thuốc celecoxib là nhóm thuốc ức chế đặc hiệu COX-2. Các cái thuốc NSAID thì đều ảnh hưởng đến hiệu quả của các cái thuốc hạ huyết áp như là thuốc ức chế men chuyển, thuốc chặn kênh canxi, thuốc chặn beta giao cảm và thuốc lợi tiểu. Do vậy, ở những bệnh nhân mà chúng ta chưa kiểm soát được huyết áp hoặc là không thể thay đổi về các cái thuốc hạ huyết áp thì chúng ta nên ưu tiên dùng các cái thuốc giảm đau paracetamol cho bệnh nhân mà chúng ta hạn chế dùng các cái thuốc NSAID. Và nếu như bệnh nhân có viêm khớp mà kèm theo có tăng huyết áp và chúng ta cần phải chỉ định các thuốc NSAID để kiểm soát quá trình viêm khớp cho bệnh nhân thì chúng ta nên ưu tiên lựa chọn các cái thuốc NSAID mà ít có ảnh hưởng lên huyết áp của bệnh nhân. Bên cạnh các cái biến cố về tim mạch cũng như là các biến cố trên đường tiêu hóa thì các nghiên cứu cũng thấy rằng tất cả các thuốc NSAID đều làm tăng nguy cơ bị các cái biến cố trên thận. Và tỷ lệ bị các cái biến cố trên thận ở những bệnh nhân dùng các thuốc NSAID là dao động trong khoảng từ 1 đến 5%. Và các cái thuốc NSAID khác nhau thì có tính an toàn trên thận khác nhau. Các cái biến cố trên thận có thể gặp ở các bệnh nhân dùng thuốc NSAID đó là tình trạng giữ nước, giữ muối, gây phù. Các cái rối loạn về điện giải như là tăng kali máu, giảm natri máu. Các cái thuốc NSAID cũng có thể làm cho bệnh nhân bị viêm thận kẽ, hoại tử nhú thận, có thể làm cho bệnh nhân bị suy thận cấp, suy thận mãn và đặc biệt là các cái thuốc NSAID có thể làm cho bệnh nhân bị tổn thương thận cấp, dẫn đến tình trạng là bệnh nhân bị suy thận và phải lọc máu cấp. Cơ chế tác động của các cái thuốc NSAID trên thận là gì? Thứ nhất là các cái thuốc NSAID do ức chế enzyme COX-1 và enzyme COX-2 nên nó đã làm giảm cái sự tổng hợp prostaglandin E2 và prostaglandin E2 ở tại thận. Mà prostaglandin E2 và prostaglandin E2 nó là những chất gây giãn mạch. Các cái chất này nó sẽ làm giãn các cái tiểu động mạch đến ở cầu thận để duy trì cái áp suất lọc ở cầu thận. Và các cái prostaglandin này thì nó cũng làm tăng cái sự bài tiết muối và nước ở thận. Vì vậy khi chúng ta dùng các cái thuốc NSAID mà ức chế enzyme COX-1 và enzyme COX-2 thì nó sẽ làm giảm cái sự tổng hợp prostaglandin E2 và prostaglandin E2 tại thận. Do đó thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là co các cái tiểu động mạch đến ở cầu thận và làm giảm áp suất lọc ở cầu thận và làm cho bệnh nhân suy thận. Và hai cái prostaglandin này khi làm giảm tổng hợp tại thận thì nó sẽ dẫn đến làm giảm cái sự bài tiết muối và nước tại thận. Và nó sẽ dẫn tình trạng giữ nước, giữ muối và có thể làm cho bệnh nhân bị phù cũng như là tăng huyết áp. Các yếu tố nguy cơ dẫn đến tổn thương thận ở các bệnh nhân dùng thuốc NSAID đó là các bệnh nhân lớn tuổi, những bệnh nhân có tăng huyết áp, suy thận, suy tim, có các bệnh lý gan, có đái tháo đường và đặc biệt là những bệnh nhân mà đang sử dụng thuốc kháng sinh nhóm aminoglycosid cũng như là các cái thuốc hạ huyết áp như là thuốc ức chế men chuyển hay là các cái thuốc lợi tiểu. Cái biện pháp để cho chúng ta có thể làm giảm nguy cơ bị các cái biến cố trên thận ở những bệnh nhân có nguy cơ cao đó là chúng ta sẽ sử dụng các cái thuốc NSAID với liều thấp nhất có hiệu quả trong thời gian ngắn nhất có thể và chúng ta sẽ ưu tiên dùng các cái thuốc NSAID mà ít ảnh hưởng trên thận. Các nghiên cứu thấy rằng etoricoxib thì bị biến cố trên thận nhiều hơn so với diclofenac và ibuprofen thì cũng bị biến cố trên thận nhiều hơn so với celecoxib. Và trong quá trình dùng thuốc NSAID ở những bệnh nhân này thì chúng ta cần phải theo dõi chức năng thận cũng như là điện giải đồ thường xuyên cho bệnh nhân. Như vậy thì trước khi mà chúng ta chỉ định các cái thuốc NSAID cho một bệnh nhân thì chúng ta cần phải đánh giá trên lâm sàng các yếu tố nguy cơ của các bệnh lý tiêu hóa, tim mạch cũng như là các yếu tố nguy cơ bị tổn thương thận. Và chúng ta chỉ kê thuốc NSAID cho những bệnh nhân mà có mức lọc cầu thận là trên 60 ml một phút. Ở những bệnh nhân mà có nguy cơ bị các cái biến cố trên đường tiêu hóa thấp thì chúng ta cần phải đánh giá tiếp tục các nguy cơ bị các biến cố về tim mạch. Nếu như bệnh nhân có nguy cơ bị các cái biến cố tim mạch thấp
thì nguy cơ bị các cái biến cố tim mạch cao thì chúng ta có thể cho bệnh nhân dùng celecoxib liều thấp là 100-200mg một ngày, hoặc chúng ta có thể cho bệnh nhân dùng naproxen kết hợp với thuốc bảo vệ dạ dày thuộc nhóm PPI. Ở những bệnh nhân mà có nguy cơ thấp bị các cái biến cố tim mạch thì chúng ta có thể cho bệnh nhân dùng celecoxib, hoặc là chúng ta có thể cho bệnh nhân dùng thuốc NSAID kết hợp với thuốc bảo vệ dạ dày thuộc nhóm PPI. Ở những bệnh nhân mà có nguy cơ cao bị các cái biến cố trên đường tiêu hóa kèm theo với nguy cơ cao bị biến cố tim mạch thì chúng ta nên dùng celecoxib với liều thấp là 100mg một ngày kết hợp với thuốc bảo vệ dạ dày thuộc nhóm PPI, hoặc chúng ta có thể tránh sử dụng thuốc NSAID mà chúng ta có thể dùng các cái thuốc giảm đau khác như là paracetamol hoặc là tramadol cho bệnh nhân. Ở những bệnh nhân có nguy cơ cao bị biến cố đường tiêu hóa nhưng nguy cơ bị biến cố tim mạch lại thấp thì chúng ta cũng có thể chỉ định cho bệnh nhân dùng celecoxib kết hợp với thuốc bảo vệ dạ dày thuộc nhóm PPI cho bệnh nhân. Đã có nhiều thử nghiệm lâm sàng nhằm đánh giá về tính an toàn trên tim mạch của các cái thuốc NSAID, và trong đó có thử nghiệm Precision nhằm đánh giá tính an toàn trên tim mạch của celecoxib, naproxen và ibuprofen. Trong thử nghiệm lâm sàng Precision thì đã đánh giá tính an toàn trên tim mạch, tiêu hóa, thận và các cái biến cố khác ở các bệnh nhân dùng celecoxib so sánh với các cái bệnh nhân dùng ibuprofen và naproxen. Ibuprofen và naproxen là hai thuốc NSAID kinh điển không chọn lọc, còn celecoxib là thuốc NSAID ức chế chọn lọc cấp 2. Và đây là ba thuốc NSAID được đánh giá là an toàn nhất trên tim mạch thì đã được lựa chọn tham gia vào nghiên cứu ở các cái bệnh nhân mà có bệnh lý tim mạch trước đó. Và đây cũng là một nghiên cứu lớn nhất và duy nhất đánh giá về tính an toàn trên tim mạch khi sử dụng NSAID kéo dài ở các bệnh nhân có viêm khớp và có nguy cơ cao bị các cái bệnh lý tim mạch, hoặc là bệnh nhân đã có tiền sử bị các cái bệnh lý tim mạch trước đó. Đây là một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên bổ đôi, và các bệnh nhân tham gia nghiên cứu thì sẽ được chia vào 3 nhóm ngẫu nhiên. Thứ nhất là một nhóm dùng naproxen với liều là 375mg đến 500mg 2 lần một ngày. Một nhóm bệnh nhân sẽ được dùng celecoxib với liều là 100 đến 200mg 2 lần một ngày. Và một nhóm bệnh nhân là dùng ibuprofen với liều là từ 600 đến 800mg 3 lần một ngày. Tiêu chí chính của nghiên cứu đó là đánh giá tỷ lệ bệnh nhân bị tử vong do các cái biến cố tim mạch, trong đó có cả tỷ lệ tử vong do bệnh nhân bị xuất huyết não. Đánh giá tỷ lệ bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cũng như là tỷ lệ bệnh nhân bị đột quỵ nhưng không gây tử vong. Tiêu chí phụ của nghiên cứu đó là tỷ lệ bệnh nhân bị các cái biến cố về mạch vành, như là tỷ lệ bệnh nhân phải can thiệp các cái biện pháp tái tưới máu mạch vành, hoặc là tỷ lệ bệnh nhân phải nằm viện do cơn đau thắt ngực không ổn định hoặc là bị cơn thiếu máu não thoáng qua, cũng như là tỷ lệ bị các cái bệnh nhân bị các cái biến cố trên đường tiêu hóa. Ngoài ra thì cũng còn đánh giá thêm các cái tiêu chí khác như là tỷ lệ bị các cái bệnh nhân bị các biến cố trên thận, tỷ lệ bệnh nhân bị thiếu máu thiếu sắt do các cái biến cố trên đường tiêu hóa, và tỷ lệ bệnh nhân phải nhập viện do tăng huyết áp hay là suy tim. Các cái bệnh nhân tham gia nghiên cứu đó là những bệnh nhân được chẩn đoán là thoái hóa khớp hoặc là viêm khớp dạng thấp, kèm theo thì bệnh nhân có tiền sử bị các cái bệnh lý tim mạch, đó là bệnh nhân có tiền sử bị bệnh lý mạch vành, bệnh nhân có tiền sử bị đái tháo đường, hoặc là bệnh nhân có tiền sử bị các cái bệnh lý huyết khối gây tắc mạch nhưng không phải là bệnh lý ở mạch vành. Các bệnh nhân tham gia nghiên cứu cũng có thể là những bệnh nhân mà có nguy cơ cao bị các cái bệnh lý tim mạch. Nguy cơ cao bệnh lý tim mạch ở đây đó là bệnh nhân có ít nhất 3 yếu tố trong các yếu tố sau. Thứ nhất là bệnh nhân nam giới trên 55 tuổi hoặc là nữ giới trên 65 tuổi. Bệnh nhân có tiền sử bị tăng huyết áp. Bệnh nhân có tiền sử bị rối loạn lipid máu. Bệnh nhân có tiền sử gia đình bị bệnh lý tim mạch hoặc là đột quỵ. Những bệnh nhân đang hút thuốc lá từ 15 điếu trên một ngày trở lên. Những bệnh nhân có tiền sử là có microalbumin niệu, hoặc là bệnh nhân có phì đại thất trái khi siêu âm tim hoặc làm điện tâm đồ, hoặc bệnh nhân có tỷ lệ huyết áp tâm thu đo ở vùng cổ chân trên huyết áp cánh tay là dưới 0,9, hoặc là bệnh nhân có tỷ lệ chu vi ở vùng eo trên vòng mông là lớn hơn 0,9. Và kết quả nghiên cứu thì cho thấy rằng ở các bệnh nhân dùng ibuprofen, naproxen và celecoxib thì tỷ lệ bị các cái biến cố tim mạch ở ba nhóm bệnh nhân là rất thấp và không có sự khác biệt giữa ba nhóm. Tuy nhiên thì tỷ lệ bị các cái biến cố trên đường tiêu hóa nặng ở nhóm bệnh nhân dùng celecoxib thì thấp hơn so với nhóm bệnh nhân dùng ibuprofen và naproxen.
Và tỷ lệ bệnh nhân bị các cái biến cố trên thận ở nhóm bệnh nhân dùng celecoxib thì cũng thấp hơn so với nhóm bệnh nhân dùng ibuprofen và naproxen. Như vậy thì nghiên cứu PRISM đã đưa ra kết luận rằng ở những bệnh nhân mà dùng celecoxib thì tỷ lệ bị các cái biến cố tim mạch thì không cao hơn so với hai nhóm bệnh nhân dùng naproxen và ibuprofen. Tuy nhiên thì các cái biến cố nặng trên đường tiêu hóa cũng như là các biến cố trên thận và tỷ lệ bệnh nhân phải nhập viện do tăng huyết áp ở nhóm dùng celecoxib thì thấp hơn so với nhóm dùng ibuprofen và nhóm bệnh nhân dùng naproxen. Và cũng không có sự khác biệt về tỷ lệ tử vong do tất cả các nguyên nhân giữa ba nhóm thuốc celecoxib, naproxen và ibuprofen. Tuy nhiên thì trên tạp chí New England được đăng vào năm 1999 thì đã có một nghiên cứu nhằm khảo sát về các cái nguyên nhân gây tử vong một năm tại Mỹ. Thì nhìn vào biểu đồ chúng ta thấy rằng các nguyên nhân tử vong mà do dùng các thuốc NSAID thì đứng hàng thứ ba sau các cái tỷ lệ tử vong ở các bệnh nhân bị các bệnh leukemia cấp hay là do bệnh AIDS. Sau đó thì đã có các cái khuyến cáo được đưa ra nhằm liên quan về tính an toàn trong việc sử dụng của các cái thuốc NSAID. Đó là các cái thuốc NSAID có thể làm tăng nguy cơ bị các cái biến cố tim mạch như là nguy cơ bị các cái biến cố huyết khối, nhồi máu cơ tim và đột quỵ, thậm chí là có thể gây tử vong. Và nguy cơ bị các cái biến cố tim mạch sẽ tăng lên khi chúng ta sử dụng các cái thuốc NSAID kéo dài. Và ở những bệnh nhân mà đã có tiền sử bị các bệnh lý tim mạch hoặc là có nguy cơ cao bị các cái bệnh lý tim mạch thì nguy cơ bị các cái biến cố tim mạch sẽ tăng lên khi chúng ta sử dụng các cái thuốc NSAID cho bệnh nhân. Chúng ta đều biết rằng các cái thuốc NSAID thì nó làm tăng tổng hợp các cái gốc tự do oxy hóa tại các cái tế bào cơ tim và dẫn đến tổn thương tim mạch. Và ở những bệnh nhân mà có bệnh lý tim mạch thì phải thường là phải dùng các cái thuốc như là aspirin liều thấp, các cái thuốc chống ngưng tập tiểu cầu cũng như là các cái thuốc dự phòng huyết khối. Vì vậy mà với các bác sĩ chuyên ngành tim mạch cũng như là các bác sĩ chuyên ngành khớp thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều các cái thách thức khi mà chúng ta phải chỉ định các cái thuốc NSAID cho bệnh nhân để kiểm soát cái tình trạng đau mãn tính. Tuy nhiên thì trên tạp chí tim mạch lâm sàng thì đã đăng lên một cái bài báo review nhằm khảo sát về tính an toàn trên tim mạch ở các cái bệnh nhân dùng thuốc NSAID, những điều mà rút ra được từ thử nghiệm lâm sàng PRECISION. Thì chúng ta biết rằng trong thử nghiệm PRECISION thì các bệnh nhân tham gia nghiên cứu đều là những bệnh nhân mà có tiền sử bị các bệnh lý tim mạch hoặc là có nguy cơ cao bị các cái bệnh lý tim mạch. Và trong thử nghiệm lâm sàng PRECISION thì các bệnh nhân tham gia nghiên cứu đều là những bệnh nhân mà dùng các cái thuốc NSAID ở liều cao và kéo dài. Tuy nhiên thì kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng tỷ lệ bệnh nhân bị các cái biến cố tim mạch ở cả ba nhóm thuốc celecoxib, ibuprofen và naproxen là rất thấp và đều không có sự khác biệt giữa ba nhóm. Vì vậy mà ở những bệnh nhân mà có các bệnh lý tim mạch mà phải chỉ định các thuốc NSAID để kiểm soát cái quá trình tim khớp cho bệnh nhân thì chúng ta có thể sử dụng các cái thuốc NSAID. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ ưu tiên lựa chọn các cái thuốc NSAID mà ít ảnh hưởng trên tim mạch và chúng ta cũng nên dùng trong cái liều lượng là thấp nhất và với thời gian ngắn nhất cho bệnh nhân. Và em xin đi đến kết luận đó là khi chúng ta chỉ định các cái thuốc NSAID thì chúng ta cần đánh giá các yếu tố nguy cơ của từng bệnh nhân. Chúng ta cũng cần phải cá thể hóa trong điều trị để đạt được cái sự tối ưu hóa trong điều trị. Đó là cân bằng giữa tác dụng chống viêm của các cái thuốc NSAID và các cái biến cố do dùng thuốc. Và thuốc celecoxib là thuốc mà được đánh giá là có tính an toàn cao trên đường tiêu hóa, ít có biến cố trên thận và không làm tăng các cái biến cố tim mạch so với các cái thuốc NSAID kinh điển không chọn lọc. Vâng, em xin hết. Em xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các thầy cô, các anh chị, của các anh chị và các quý vị đồng nghiệp. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Phương Thủy đã cho chúng ta một cái bài rất là nhiều các bằng chứng về cách sử dụng NSAID, các hướng dẫn cụ thể như thế nào, cơ chế ra làm sao, và đặc biệt là trong những bệnh nhân nhiều tuổi mắc nhiều bệnh nền thì chúng ta sẽ sử dụng như nào để cân bằng giữa nguy cơ tiêu hóa tim mạch cũng như là thận. Đặc biệt là đối với nghiên cứu PRECISION là một nghiên cứu mà rất là nổi tiếng và mang lại cho chúng ta rất là nhiều các cái thông tin. Và bây giờ đến phần đặt câu hỏi và chúng tôi sẽ mời hai báo cáo viên cùng tham gia để chúng ta xem là các câu hỏi như thế nào và chúng ta sẽ trả lời. Vâng, xin mời các quý vị. Vâng, câu hỏi đầu tiên là bệnh nhân nữ 52 tuổi, hóa khớp gối phải tổn thương đùi chày trong nhiều hơn, thì hiện tại ở Việt Nam có thể mua nẹp để giảm áp khớp gối được không và của hãng nào là tốt nhất? Vâng,
Chúng tôi xin mời cô Thủy trước. Thưa cô, một bệnh nhân nữ 52 tuổi, toàn khớp gối phải, tổn thương khớp đùi chảy trong nhiều, hiện tại ở Việt Nam có thể mua nẹp chỉnh hình giảm áp khớp gối. Kính thưa thầy cô, ở những bệnh nhân mà có thoáng khớp gối phải mà có tổn thương khớp đùi chầy thì chúng ta có thể kê các cái nẹp chỉnh hình để giảm áp khớp gối cho bệnh nhân. Tuy nhiên để hãng nào tốt nhất thì thực sự là em cũng rất là khó đánh giá. Thế thì câu này thì chắc là phải nhờ cô Lan, thì thực sự là em cũng không có kinh nghiệm thực sự trong việc kê các cái nẹp chỉnh hình giảm áp khớp gối cho bệnh nhân. Em cũng không biết là hiện nay thì hãng nào là tốt nhất ạ. Vâng, mời cô Thủy, mời cô Liễu. Vâng ạ, xin cảm ơn câu hỏi của bạn ạ. Thực ra là cái việc sử dụng nẹp chỉnh hình ấy, thì trên thực tế thì chúng em không áp dụng nhiều so với cái bệnh nhân thoái hóa khớp gối. Bởi vì như chúng ta đã thấy là trong các cái hướng dẫn điều trị ấy, của thoái hóa khớp gối ấy, thì ở giai đoạn đầu thì cái việc đầu tiên của bệnh nhân là sẽ phải giảm cân, các bài tập để tăng sức mạnh của các cơ vùng đùi. Những cái bài tập như là đạp xe, rồi là những cái bài tập khác là đi bộ, rồi là thái cực quyền vân vân ạ, những bài tập để tăng sức mạnh của cơ đùi. Thế khi mà sức mạnh của cơ đùi tăng, rồi các cái dây chằng ở cái vùng quanh khớp mà tốt ấy, thì đấy chính là một cái nẹp để giúp cho bệnh nhân mà giữ vững được khớp gối. Thế còn trong những trường hợp mà bệnh nhân khi mà sử dụng các cái phương pháp không dùng thuốc như vậy, thế rồi là các bệnh nhân có thể vẫn còn đau ấy, thì chúng ta có thể dùng các cái thuốc giảm đau thông thường như paracetamol, rồi là nếu như không kiểm soát được thì những cái bước tiếp theo là NZ đường bôi, rồi đường uống, rồi tiêm nội khớp ạ. Thế tuy nhiên là về câu hỏi nẹp chỉnh hình của bạn thì cũng có trong cái khuyến cáo 2014 đấy ạ, thì cũng có nêu đến nẹp chỉnh hình. Thế tuy nhiên nẹp của hãng nào thì thực ra bọn em chỗ chúng em thì hầu như là rất ít kê cho bệnh nhân nên cũng không có kinh nghiệm. Tuy nhiên là cũng bên chấn thương chỉnh hình ạ, thì họ sẽ sử dụng nẹp nhiều hơn trong cái trường hợp chấn thương của bệnh nhân nữa. Nhưng mà cái hãng mà nổi tiếng mà cũng hay được nghe tới đấy là nẹp Obe ạ. Còn trên thực tế thì chúng em cũng sử dụng ít nên không có kinh nghiệm ạ. Vâng, cảm ơn cô Liễu và cô Thủy. Thực ra mà nói như thế này này, thứ nhất ý, là ở bệnh nhân này là bệnh nhân nữ 52 tuổi, thoái hóa khớp gối bên phải và tổn thương cái hai đùi chảy nhiều hơn nhá. Thì đặc biệt đối với Hội Thức Học Việt Nam ý, thì chúng tôi ưa dùng những cái phương pháp mà gọi là đục xương chỉnh trục, vì thứ nhất là bệnh nhân còn trẻ. Thứ hai là khi tổn thương hai đùi chảy nhiều thì người ta chỉnh lại trục thì nói chung là rất là nhiều và rất là tốt. Và đặc biệt là những cái trường hợp này theo tôi biết với các đồng nghiệp ở Nhật Bản ấy, thì thậm chí là những bệnh nhân mà nhiều tuổi người ta cũng rất là thích dùng cái phương pháp đục xương chỉnh trục để nó chỉnh lại một cách cơ bản. Thế còn về mặt nguyên tắc là cũng có thể người ta sẽ dùng một vài cái nẹp chỉnh hình, nhưng mà bản thân chúng tôi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này, thế nên chúng tôi cũng không biết là cái hãng nào là tốt nhất. Rất là xin thông cảm, và chắc là chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi này của bạn đến một vài các cái đồng nghiệp về y học thể thao. Vâng, xin cho câu hỏi khác. Câu hỏi thứ hai là COVID-19 có ảnh hưởng đến bệnh xương khớp không? Tiêm vaccine COVID-19 khi đang bị bệnh cơ xương khớp có được không? Vâng, xin mời cô Liễu. Vâng ạ, xin cảm ơn câu hỏi của bạn, rất phù hợp với những cái thời điểm đại dịch hiện tại ạ. Thế thì COVID-19 thì ảnh hưởng, không ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có ảnh hưởng đến bệnh lý cơ xương khớp. Mà cái bài trình bày của tôi ấy thì chỉ nói đến một phần về thoái hóa khớp thôi, bởi vì do thời lượng chương trình là chỉ có 40 phút. Thế tuy nhiên thì COVID-19 thì ảnh hưởng gì đến bệnh cơ xương khớp? Tóm lại là với tất cả các nhóm bệnh cơ xương khớp thì COVID-19 thì đều gây ảnh hưởng do cái vấn đề mình quản lý, chẩn đoán bệnh nhân cũng như mình theo dõi điều trị không được như là khi mà bệnh nhân đến khám bệnh trực tiếp. Thế thì đối với những cái nhóm bệnh mà thoái hóa thì tôi đã trình bày rồi. Khó khăn do là mình phải khám chữa bệnh từ xa, rồi bệnh nhân khó kiểm soát về mặt cân nặng, rồi bệnh nhân không thể tiêm tại chỗ với các cái phương pháp điều trị tại chỗ được. Thế còn đối với những cái bệnh lý khác như cái nhóm bệnh lý tự miễn, thì trong cái nhóm bệnh lý tự miễn dịch thì người ta thấy rằng là bản thân bệnh nhân thì đã phải dùng rất nhiều những cái thuốc mà ức chế miễn dịch. Khi mà bệnh nhân dùng các thuốc ức chế miễn dịch như vậy thì cái nguy cơ mà nhiễm COVID của bệnh nhân cũng cao hơn so với là những cái nhóm mà dân chúng bình thường khỏe mạnh. Thế còn đối với những cái nhóm bệnh lý khớp viêm thì cũng như vậy, nhóm bệnh lý khớp viêm rồi nhóm bệnh tự miễn đều phải sử dụng các cái thuốc ức chế miễn dịch nên nguy cơ nhiễm COVID là cao hơn so với những người bình thường. Và về quản lý điều trị các cái nhóm bệnh nhân này trong cái thời kỳ COVID thì người ta khuyến cáo rằng là trong cái giai đoạn COVID mà nếu như bệnh nhân không bị mắc bệnh thì bệnh nhân vẫn phải được điều trị bệnh đầy đủ để kiểm soát bệnh tốt.
Và bởi vì nếu như kiểm soát bệnh mà không tốt thì các bệnh nhân có những cái đợt tiến triển rồi bệnh nặng lên thì nguy cơ nhiễm bệnh COVID của bệnh nhân cũng sẽ tăng lên và ảnh hưởng đến chất lượng sống cũng như tàn phế của bệnh nhân. Vì vậy thứ nhất là chúng ta vẫn phải quản lý điều trị bệnh nhân bằng các cái phương pháp mà phù hợp với cái thời tùy từng thời kỳ, ví dụ như có thể là khám chữa bệnh từ xa. Và vấn đề thứ hai là đặc biệt là những cái bệnh nhân mà bị mắc các cái bệnh cơ xương khớp này thì chúng ta sẽ phải tiêm vaccine. Đấy là khuyến cáo mà có rất các cái nhiều tổ chức, những cái bộ y tế Pháp cũng như Anh và các cái nước khác thì họ đã đưa ra là các bệnh nhân mà mắc các bệnh cơ xương khớp mãn tính là bắt buộc phải tiêm vaccine phòng COVID-19 để dự phòng khi mà bệnh nhân có thể nhiễm bệnh. Vậy thì khi nào bệnh nhân có thể được tiêm vaccine? Và tiêm vaccine thì có được không? Thì người ta thấy rằng là khi mà bệnh nhân mà của chúng ta mà đang phải sử dụng các cái thuốc chế miễn dịch, đặc biệt là những cái bệnh tự miễn thì người ta thấy rằng là đối với những cái bệnh nhân mà đang điều trị rituximab, cái thuốc đấy là được nhắc đến nhiều nhất, thì người ta khuyên là nếu như mình có kế hoạch mà sử dụng rituximab cho bệnh nhân thì mình sẽ phải tiêm phòng cho bệnh nhân trước, phòng COVID-19 trước khi mình sử dụng. Thế còn nếu như mà bệnh nhân mà đang sắp tới sử dụng thì người ta khuyên là, hoặc là vừa mới sử dụng thì người ta khuyên là mình phải cách ít nhất 3 tuần khi mình mà sử dụng rituximab, để thuốc thứ nhất được nhắc đến. Cái thuốc thứ hai được nhắc đến khi chúng ta phải lưu ý mà tiêm phòng vaccine COVID cho bệnh nhân. Đấy là một số nghiên cứu thôi, không phải tất cả. Nhưng có một số nghiên cứu thì người ta thấy rằng là khi mà bệnh nhân mà dùng methotrexate thì có thể làm giảm cái tính sinh miễn dịch của vaccine COVID-19. Vì vậy thì có một số nghiên cứu người ta khuyên là nếu như mình tiêm vaccine COVID-19 cho bệnh nhân thì bệnh nhân nên ngừng 2 tuần sau đấy và methotrexate. Sau đó là mình có thể dùng tiếp. Sau đấy mình là có thể dùng tiếp tục. Thế còn đấy là về tiêm vaccine. Thế còn đối với các cái thuốc khác, nhưng mà ví dụ như là các cái thuốc DMARD kinh điển thì mình vẫn có thể sử dụng được bình thường. Còn cái DMARD kinh điển khác mà không phải là methotrexate thì mình vẫn có thể dùng khi mà bệnh nhân tiêm vaccine. Còn các thuốc sinh học khác thì cũng không được nhắc đến nhiều, trừ cái thuốc người ta phải lưu ý là rituximab và methotrexate thì chúng ta phải lưu ý khi tiêm vaccine cho bệnh nhân. Ngoài ra một thuốc nữa đấy là trong cái mà sàng lọc mà khi mà tiêm COVID ấy, thì các bạn thấy là cũng được nhắc đến là khi mình dùng liều cao corticoid ấy, đặc biệt là trên 40mg tính theo Queslon một ngày thì nó cũng làm tính giảm sinh miễn dịch của vaccine COVID-19. Vì vậy chúng ta cũng phải lưu ý mình kiểm soát bệnh tốt, giảm được liều corticoid cho bệnh nhân thì lúc đấy thì chúng ta sẽ tiêm. Thế còn cái việc tiêm vaccine COVID cho bệnh nhân 19 là được khuyến cáo ạ. Tất cả các tổ chức đều khuyến cáo mình phải tiêm vaccine cho bệnh nhân cơ xương khớp ạ. Em xin hết câu trả lời ạ. Cảm ơn cô Liễu. Tóm lại là thứ nhất là không có cái chống chỉ định nào. Tóm lại người bệnh nhân mắc bệnh cơ xương khớp cũng như là các bệnh khác cần phải tiêm. Và vì nó có bệnh nền nên cần phải tiêm. Và chúng ta sẽ cân nhắc trong những trường hợp, một vài cái trường hợp mà chúng ta cần thiết tiêm trước hoặc tiêm sau thôi, đúng không? Chúng ta biết là ngay cả những cái thuốc mà gọi là những thuốc điều trị sinh học người ta cũng được dùng trong COVID, cho nên là chúng ta chỉ khi là chúng ta trước khi hoặc tiêm vaccine có những cái chỉ định nhất định thôi. Và đặc biệt là chúng ta nhớ là đối với methotrexate thì khi ở đây đa số trường hợp chúng ta tiêm vaccine 2 mũi, cho nên chúng ta phải ngừng sau khi tiêm vaccine ít nhất là khoảng, người ta thường ra chỉ định là dùng khoảng ngừng khoảng 7 ngày, tức là bừng khoảng 1 tuần, thế là đủ nhé. Và các thuốc khác chúng ta vẫn duy trì và chúng ta vẫn các thuốc đặc biệt là metron thì chúng gọi là corticoid thì chúng ta dùng liều thấp nhất có thể, giống như tất cả các trường hợp khác. Để vì sao? Bởi vì nó sẽ để cho cái tạo kháng thể nó tốt hơn, có thế thôi, chứ không có, và đây không phải là chống chỉ định khi tiêm, chúng ta lưu ý là như vậy. Chúng tôi xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Vâng, xin vui lòng cho biết vai trò của huyết tương dầu tiểu cầu trong điều trị thoái hóa khớp. Vâng, xin trân trọng mời cô Thủy ạ. Vâng, trong điều trị khớp thì tiêm huyết tương dầu tiểu cầu nó cũng là một cái biện pháp được lựa chọn trong điều trị thoái hóa khớp. Người ta thấy rằng khi mà tiêm huyết tương dầu tiểu cầu thì nó có thể làm tái sụn, là tái tạo lại sụn khớp và cũng làm giảm các cái, và trong huyết tương dầu tiểu cầu đấy thì nó cũng có các cái cytokine mà nó kích thích, nó làm tăng cái sự tổng hợp tái tạo sụn khớp và làm giảm cái quá trình viêm ở tại sụn khớp ạ. Vâng. Vâng, cảm ơn cô Thủy. Chúng ta xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Vâng, trong chẩn đoán và điều trị, nếu đang bị COVID thì cần lưu ý gì? Tức là trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý cơ xương khớp, đúng không ạ? Vâng, mời cô Liễu. Vâng ạ, xin cảm ơn câu hỏi của bạn ạ. Thế trong chẩn đoán và điều trị, trong chẩn đoán và điều trị nếu đang bị COVID thì cần lưu ý những vấn đề gì ạ? Thế nếu như mà một bệnh nhân mà đang bị bệnh COVID-19
mà có những cái bệnh lý cơ xương khớp mà chúng ta đã được chẩn đoán đấy, bệnh lý cơ xương khớp, thì chúng ta có phải ngừng điều trị những cái thuốc mà bệnh nhân đang điều trị hay không? Thì thứ nhất là đối với các cái thuốc như lúc trước tôi đã trình bày là paracetamol thì chúng ta vẫn dùng điều trị, thì paracetamol cũng là một trong những thuốc để điều trị COVID. Thứ hai là corticoid ạ, là những cái thuốc mà người ta vẫn đang tiếp tục được điều trị. Thứ ba nữa là đối với cái thuốc chống viêm không steroid thì người ta khuyến cáo là không nên dùng nếu như mà bệnh nhân đang mắc COVID, đặc biệt là ở những cái trường hợp bệnh nhân có cơn bão cytokine hoặc là mức độ tổn thương phổi từ trung bình trở lên. Và nếu như mà COVID không triệu chứng ấy, thì chúng ta có thể cân nhắc, nhưng mà phần lớn các khuyến cáo đều khuyên vẫn không nên dùng NZ trong trường hợp bệnh nhân đã được chẩn đoán là COVID, bởi vì cũng có một số nghiên cứu, tất nhiên là chưa nhiều, thì người ta cũng thấy rằng là NZ cũng có thể là tăng mức độ bệnh đó, mà liên quan đến mức độ tổn thương của COVID lên, cho nên người ta cũng khuyến cáo là không nên dùng NZ. Các cái thuốc DMARD kinh điển, về tất cả các thuốc DMARD kinh điển, nếu như bị mắc COVID thì người ta khuyên là nên ngừng hết, trừ hai thuốc có thể dùng, đấy là hydroxychloroquine. Thế thì với hydroxychloroquine thì như những cái nghiên cứu từ năm 2020 đấy, thì năm trước là có một số phác đồ điều trị COVID ấy, người ta đã có cho hydroxychloroquine vào để điều trị, bởi vì người ta thấy rằng là hydroxychloroquine có khả năng ức chế virus COVID-19 và đã được chứng minh trong ống nghiệm. Tuy nhiên là trong những cái phác đồ trong năm nay thì không nhắc nhiều đến hydroxychloroquine mà các cái thuốc diệt virus khác như remdesivir là, thì tóm lại là chúng ta có thể mà nếu như bị mắc COVID thì chúng ta có thể dùng paracetamol, dùng corticoid, HCQ nếu bệnh nhân đang dùng thì chúng ta có thể được tiếp tục sử dụng. Về salazopirin thì họ nói là cũng vẫn có thể dùng, còn đối với tất cả các ức chế miễn dịch khác thì chúng ta sẽ phải ngừng và chúng ta sẽ không sử dụng các thuốc khác trong thời gian điều trị COVID. Trong trường hợp mà ví dụ như bệnh nhân của chúng ta bị mắc các cái bệnh nhóm bệnh lý viêm khớp cuộc sống mà bệnh nhân kiểm soát đau rất là khó và kiểm soát viêm khó mà vẫn phải sử dụng NZ, thì người ta khuyên rằng là chúng ta phải chờ cho đến khi bệnh nhân mà khỏi COVID được 2 tuần ạ, thì chúng ta có thể bắt đầu trở lại với các thuốc chống viêm không steroid và các cái điều trị khác cho bệnh nhân ạ. Em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn cô Liễu. Và chúng ta lưu ý rằng là trong những cái trường hợp mà cần thiết ý, những cái thuốc điều trị sinh học người ta vẫn ví dụ như là tocilizumab này, tức là kháng anh ta lấy kiến 6 này, hoặc là kháng tiên alpha, người ta vẫn có thể sử dụng trong những điều thậm chí là để điều trị COVID nữa. Cho nên mình sẽ có thể ở đây người ta sử vẫn được có thể chỉ định với một cái gọi là một cái đích, có thể nhắm hai đích, dùng một cái chúng ta có thể nhắm được hai đích liền. Cho nên các bạn có thể yên tâm, nhưng những đây là những trong những hợp mà nó COVID phức tạp và nó khó thôi, lúc ấy tôi sẽ cần phải thêm ý kiến của chuyên khoa tùy từng mức độ mà chúng ta có thể sử dụng. Vâng, chúng tôi xin mời các câu hỏi tiếp theo ạ. Vâng, thì vui lòng cho biết vai trò của thuốc bôi. Các tuyết glucosamine là cây xương rồng cộng với glucosamine omega 3 và vai trò của PS sclerin trong điều trị thoái hóa khớp. Vâng, mời cô Liễu. Vâng ạ, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì như chúng ta đã biết là trong những cái hướng dẫn điều trị ạ, hướng dẫn mà điều trị bệnh nhân thoái hóa khớp, thì cái vai trò của các glucosamine hay người ta gọi là, hoặc là như bạn nói ở đây là PS-Cledin ạ, là những thuốc thoái hóa khớp tác dụng chậm, thì trong khuyến cáo thì ở đây là không phải là khuyến cáo mức độ mạnh, tức là người ta thấy rằng là những cái thuốc này thì có thể có hiệu quả trong một số trường hợp, chứ không phải là trong tất cả các cái bệnh nhân đều có hiệu quả. Và những cái thuốc mà trong các cái nghiên cứu cũng như trong khuyến cáo người ta đưa ra thì người ta đưa ra hai loại thuốc. Nếu như mà bạn muốn quan tâm thì sẽ gửi địa chỉ email cho ban tổ chức ạ, để tôi sẽ gửi cái bài báo mà liên quan đến việc hai cái thuốc glucosamine mà người ta được khuyến cáo, đấy chính là Viatrinet và PS-Cledin ạ, mà người ta đã có nghiên cứu đầy đủ và cái nghiên cứu đấy thì cũng được trình bày mà trong cái khuyến cáo của hội về kinh tế lâm sàng bệnh lý loãng xương và thoái hóa khớp năm 2019, người ta có chứng minh được vai trò của Viatrinet và PS-Cledin trong điều trị thoái hóa khớp. Còn những cái thuốc mà đường bôi hoặc omega 3 thì về các cái nghiên cứu để chứng minh mà như chúng tôi được biết thì tôi chưa được thấy nói về vai trò của đường bôi cũng như là omega 3. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn cô Liễu. Thực ra mà nói thì trong cái điều trị thoái hóa khớp ấy, thì là nó có một vài cái thuốc bôi, và cái thuốc bôi đấy thì nó có thể kết hợp một vài cái, nhưng thực ra thì tôi nghĩ là chúng tôi chỉ dùng thuốc bôi trong những trường hợp mà dùng NSAID đường bôi đấy. Thế còn những cái khác thì nó không được có chứng minh nhiều lắm, mà thực ra mình cũng không biết là thực ra là cái đó nó có thấm được vào da hay không, và nó mang lại cái lợi ích lâu dài hay không. Vì chúng ta biết là những trường hợp mà các loại mà thuốc chống thoái hóa là phải dùng lâu dài, đúng không ạ? Đó. Thế thì cái mà như cô Liễu đã khẳng định là cái Viatrinet, tức là cái glucosamine phát dạng vi tinh thể, đấy là cái
những cái thuốc mà người ta cho là đấy là được xếp hạng A. Và cái hạng B đấy là piaspirin. Hai loại thuốc này là được khuyến cáo, được chứng minh. Vì thế cho nên chúng tôi thường là sử dụng. Bởi vì sao? Bởi khi chúng ta cho bệnh nhân thuốc ấy, thì chúng ta tin tưởng rằng vì chúng ta đã có chứng minh rồi, có những cái nghiên cứu rất là dài hơi và người ta khẳng định rằng là nó có, thứ nhất là có tác dụng giảm đau, thứ hai là nó có tác dụng phục hồi cấu trúc. Cho nên vậy thì chúng ta khi chúng ta cho thuốc, chúng ta nên dùng những thuốc mà đã được chứng minh thì còn tốt hơn là dùng những loại khác. Đấy là quan điểm của chúng tôi. Vâng, xin rất là phù hợp với giống như là cô Liễu và chúng tôi đều trong Hội Thuốc học Việt Nam đều khẳng định là cái quan điểm là như vậy. Chúng tôi xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Vâng, câu nữa là một cái câu là Cytotec, tức là misoprostol, là đã có từ lâu rồi, hiện nay có tác dụng phòng ngừa tác dụng của NSAID lên tác dụng dạ dày, đặc hiệu có đúng hay không? Vâng, xin mời cô Thủy ạ. Vâng, để phòng ngừa các cái tác dụng của các cái thuốc NSAID trên đường tiêu hóa thì hiện nay mà các cái thuốc mà để khuyến cáo để bảo vệ dạ dày thì người ta sẽ ưu tiên số 1 đó là các cái thuốc bảo vệ dạ dày thuộc nhóm ức chế bơm proton, và thứ hai là các cái nhóm thuốc kháng H2. Đấy là trong các cái khuyến cáo hiện nay mà như là em đọc ở trên các cái khuyến cáo thì em thấy là như vậy ạ. Thế còn về cái misoprostol thì em cũng không thấy có khuyến cáo về các cái bảo vệ trên đường tiêu hóa ở những bệnh nhân mà dùng thuốc NSAID ạ. Vâng. Cảm ơn cô Thủy. Cái Cytotec cái misoprostol là cái câu chuyện rất lâu rồi, cái hồi mà chúng tôi chắc là cũng mới gần như là mới ra trường, tức là khoảng ít nhất là phải 20-30 năm rồi. Thì đấy là người ta lúc ấy người ta mới thấy rằng là có cái trong cái vấn đề của cái thuốc NSAID, cơ chế mà cô Thủy đã trình bày rất là rõ ràng đấy, có prostaglandin, thì cái này nó là cái analog của cái prostaglandin. Người ta nghĩ rằng là bên NSAID ức chế cái prostaglandin thì người ta sẽ cho bổ sung cái misoprostol này vào. Nhưng mà câu chuyện thì nó lại không, về mặt lý thuyết thì rất là hay, nhưng mà trên thực hành nó lại không hay như vậy. Bởi vì khi mà đưa vào nó, thứ nhất là có rất là nhiều tác dụng không mong muốn. Cái thứ hai là nó lại có rất là nhiều các cái về mặt giá cả này nọ vân vân. Cho nên hầu như cái câu chuyện misoprostol đối với NSAID thì nó kết thúc khá lâu rồi. Và hiện nay như cô Thủy nói là nó chỉ có hai thuốc kia được khuyến cáo thôi. Vâng, chúng tôi xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Câu hỏi dành cho tiến sĩ Liễu. Xin cô chia sẻ kinh nghiệm phân biệt thoái hóa khớp háng, khớp gối nặng, có hẹp khe khớp với các bệnh lý khác như lao khớp gối, lao khớp háng, hoại tử vô khuẩn tròng xương đồi, tổn thương khớp háng trong bệnh lý viêm khớp cột sống và hình ảnh X-quang của MRI. Không biết bạn này là bạn, chắc là bạn nội khoa cho nên là không nắm được cái vấn đề cơ bản, vậy thì cô Liễu sẽ cho những câu cái ngắn thôi nhé. Câu không trả lời là phân biệt được tốt và ngắn thôi, tại vì đây nếu không thì sẽ là một bài rất là dài. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thế thì người ta sẽ phân biệt tổn thương trên X-quang của thoái hóa khớp gối với các bệnh lý khớp viêm và hoại tử vô mạch tròng xương đùi. Thế thì đối với thoái hóa khớp gối hoặc cũng như khớp háng, các khớp khác nói chung như bài trình bày của tôi thì là tổn thương trên X-quang sẽ là thứ nhất là hẹp khe khớp, nhưng mà hẹp khe trong thoái hóa là hẹp không đồng đều, tức là hẹp về một phía, hẹp những cái vị trí nào mà tì đè. Thế ví dụ trong khớp gối thì hay hẹp nhất là khe đùi chế trong, còn ở xương đùi thì hẹp ở vị trí mà tì đè ngay phía bên ngoài tròng xương đùi, phía ngoài. Thế thì thứ nhất là hẹp khe khớp không đồng đều. Thế còn đối với như lao khớp háng thì là lại hẹp khe trong lao khớp háng thì lại hẹp khe về hai phía của bờ khớp, đây là bệnh lý khớp viêm, là hẹp về đồng đều về hai phía của bờ khớp. Còn đối với hoại tử vô mạch tròng xương đùi thì khe khớp lại không hẹp, bởi vì trong hoại tử vô mạch tròng xương đùi thì chỉ tổn thương tròng xương đùi mà không có tổn thương trần ổ khối, nên là khe khớp nhiều khi lại còn cảm giác như khe khớp là rộng khe khớp lại chứ không phải là hẹp. Là về cái hẹp khe khớp, về đặc điểm thứ hai nữa trong thoái hóa khớp và so với các cái bệnh lý khớp viêm khác, đấy tức là đối với thoái hóa khớp thì sẽ có là gai xương, hình ảnh gai xương ở rìa khớp ạ, là tân tạo gai xương. Thế còn đối với lao khớp thì chỉ từ những trường hợp mà gọi là đã di chứng, là tổn thương đã quá nặng và đến giai đoạn thoái hóa thứ phát thì chúng ta mới thấy gai xương. Còn những cái giai đoạn đầu thì chỉ có là hẹp khe khớp đồng đều về hai phía và hủy xương dưới sụn. Thế còn đối với hoại tử vô mạch tròng xương đùi ở những cái giai đoạn đầu thì cũng chưa có hiện tượng là thoái hóa thứ phát. Còn nếu như mà đã ở cái giai đoạn di chứng cuối cùng rồi thì lúc đấy thì có thoái hóa thứ phát, thì lúc đấy chúng ta sẽ rất là khó phân biệt. Và khi mà đã vừa có hoại tử vô mạch tròng xương đùi và thoái hóa thứ phát thì chúng ta vẫn có thể thấy là tổn thương ở hoại tử vô mạch là có tổn thương tròng xương đùi, còn trong thoái hóa thì hầu như là chủ yếu là tổn thương hẹp khe khớp, đặc xương dưới sụn và gai xương ạ. Vâng, cảm ơn cô Liễu. Bây giờ cái chìa khóa của vấn đề này là như thế này. Thứ nhất ấy là chúng ta có hai cái, một là cái nhóm thoái hóa, cái thứ hai là nhóm viêm có thể lao hoặc là viêm mủ vân vân, và cái thứ ba là nói đến hoại tử vô mạch.
Em nắm được chưa nào? Vậy thì chúng ta phải nắm được cái chìa khóa là gì? Như cô Liệu đã phân tích, thứ nhất là thoái hóa thì chủ yếu, đặc biệt là giai đoạn sớm, ở những cái vùng tỳ đè có hẹp khe khớp, đặc xương dưới sụn và có gai xương tân tạng ở cái vùng tỳ đè. Và đặc biệt nếu có khớp gối thì chúng ta chẻ cái khớp ra, chúng ta sẽ có là gì? Hẹp không đối xứng xói một khớp. Thế còn viêm thì sao? Viêm là gì? Là có hẹp khe khớp đồng đều vì nó là qua đường máu, và nó hủy xương về hai phía đối xứng như là hình soi gương. Cho nên là chúng ta sẽ có là gì? Cái phần chỏm nó tổn thương như thế nào thì cái tổn thương phần hõm khớp nó cũng như vậy. Và đối với khớp gối thì tổn thương đùi và chè nó cũng tổn thương theo cái kiểu như vậy, tức là hẹp khe toàn bộ và có hủy xương đối xứng. Thế còn hoại tử vô mạch là gì? Là chỉ tổn thương một mạch máu thôi, cho nên nó chỉ tiêu cái chỏm nhưng cái hõm khớp nó vẫn được bảo tồn. Đó, đấy là cái nguyên tắc khi chúng ta sử dụng cái hình ảnh X-quang hay là hình ảnh MRI. Thế còn nếu như là gì, giai đoạn muộn như là cô Liệu đã trình bày, tức là giả sử bây giờ em bị tiêu cái chỏm như rồi, trong đó nó lại có rất là nhiều cái thoái hóa thứ phát kèm theo, hoặc là cái lao của em nó cũng tiêu các thứ vân vân rồi, bây giờ bắt đầu nó có gai xương tự tung ra, thì lúc ấy là gì? Thì bây giờ vấn đề là gì? Nhiều khi người ta rất khó, ví dụ cái hoại tử có trước hay là cái tái thoái hóa trước vân vân, thì lúc ấy người ta thực ra cái câu chuyện lúc ấy nó không phải là cái cần thiết nữa. Còn bây giờ vấn đề chuyện là giả sử là em nói đến lao thì có tiến triển hay không, bây giờ em có một tổn thương hẹp khe khớp, tổn thương về phía, lúc ấy thì gì? Lúc ấy em mới sử dụng là cái cộng hưởng từ, em xem rồi em làm về các xét nghiệm máu vân vân và vân vân thì đấy. Nhưng mà nguyên tắc với X-quang là như vậy: một là nhóm thoái hóa hẹp không đối xứng chủ yếu vùng tỳ đè, thứ hai viêm toàn bộ và có hủy xương về hai phía, và cái thứ ba hoại tử vô khuẩn. Cái chìa khóa là gì? Chỉ một tổn thương một cái xương, còn các phần khác thì nó bình thường. Đó, chúng tôi xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Xin hỏi cô Liễu là bệnh nhân biểu hiện như thế nào, thời điểm nào thì tiêm, tức là cái chỉ định tiêm acid hyaluronic. Vâng, mời cô. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thế thì chúng ta lại hình dung lại cái hướng dẫn điều trị thoái hóa khớp theo các cái hiệp hội đấy ạ, hội khớp học châu Âu rồi là hội khớp học Mỹ vân vân. Thế thì người ta có 4 bước ạ. Thì bước đầu tiên chính là thay đổi lối sống và paracetamol. Nếu không đỡ thì bước thứ hai là, và paracetamol thì bước thứ hai là có thể dùng NSAID đường uống. Đấy. NSAID đường bôi tại chỗ. Nếu không đỡ nữa thì chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ hai, đấy là giai đoạn 2 là dùng NSAID đường uống ạ. Thì nếu như trong trường hợp mà bệnh nhân dùng cả NSAID đường uống rồi thay đổi lối sống mà không đỡ thì chúng ta sẽ sang bước thứ ba là NSAID kết hợp với tiêm tại chỗ ạ. Vậy thế thì acid hyaluronic nó sẽ thuộc vào cái bước thứ ba trong cái quá trình điều trị thoái hóa khớp gối. Tức là nếu như NSAID đường uống không đỡ thì chúng ta sẽ tiêm nội khớp. Thì trong cái tiêm nội khớp thì có 3 thuốc. Một là có thể sử dụng acid hyaluronic, thứ hai là huyết tương cầu tiểu cầu tự thân, và thứ ba là thuốc corticoid, là chúng ta sẽ điều trị ở trong cái trường hợp bệnh nhân thất bại với NSAID đường uống và thay đổi lối sống như các cái thuốc giảm đau đường bôi hoặc là các cái thuốc chống thoái hóa tác dụng chậm. Thế thì đối với thời điểm tiêm acid hyaluronic thì các bạn sẽ tiêm, bởi vì acid hyaluronic thì bản chất của nó là sẽ làm giảm sóc cho khớp, rồi người ta hy vọng là kích thích sụn khớp để tái tạo, để sản xuất ra dịch khớp. Thế tuy nhiên là khi mà cái thời điểm tiêm acid hyaluronic, tức là khi mà khớp hết viêm, cả khớp không có tràn dịch, thì lúc đấy chúng ta mới tiêm acid hyaluronic. Còn trong trường hợp mà bệnh nhân khớp mà đang viêm có tràn dịch khớp thì chúng ta sẽ hút dịch và tiêm corticoid trước, và chúng ta sẽ đợi cho đến khi khớp hết viêm thì chúng ta sẽ tiêm acid hyaluronic sau một tuần thì hiệu quả sẽ cao hơn, và khi mà khớp có dịch thì nó sẽ giảm hiệu quả của thuốc. Vâng ạ. Thế và khi các nghiên cứu người ta chỉ ra rằng là acid hyaluronic tiêm nó sẽ có hiệu quả ở bệnh nhân thoái hóa khớp nếu theo phân loại của Ken và Noren là những cái giai đoạn sớm, giai đoạn 1, 2, 3. Còn đến giai đoạn 4 là biến dạng khớp, rồi lệch trục, rồi có chỉ định ngoại khoa thì mới có hiệu quả. Thì chúng ta không nên trong giai đoạn 4 theo Ken và Noren trên X-quang ạ. Em xin hết ạ. Em xin hết ạ. Cô nghe được không? Mà sóng nhà tôi nó hơi có chút xíu vấn đề. Và cảm ơn cô Liễu. Tiếp theo chúng tôi xin hỏi, có một câu hỏi là NSAID dùng bao nhiêu lâu thì gọi là kéo dài ạ? Vâng, mời cô Thủy ạ. Thưa các thầy cô, thì ở những bệnh nhân mà dùng thuốc NSAID kéo từ 2 tuần trở lên thì được coi là dùng NSAID kéo dài ạ? Vâng. Vâng. Chúng tôi xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Vâng, xin cho câu hỏi tiếp ạ.
Vâng, xin các thầy cô chia sẻ vấn đề về tiêm vaccine COVID với bệnh nhân dùng thuốc sinh học ạ. Vâng, mời cô Liễu trước. Rồi ạ, vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì như lúc trước cũng có một câu hỏi là về tiêm, có nên tiêm vaccine đối với bệnh nhân cơ xương khớp hay không. Thế thì tiêm vaccine COVID với bệnh nhân dùng thuốc sinh học thì như lúc trước tôi đã nói đấy ạ, thì với các bệnh nhân dùng thuốc sinh học thì khi tiêm vaccine thì người ta lưu ý nhất là đối với rituximab ạ, và đã có hướng dẫn cụ thể riêng với cái thuốc sinh học là rituximab. Thế còn đối với các thuốc khác như TNF-alpha hoặc là ức chế entecleukin thì không thấy nhắc đến. Với rituximab thì người ta khuyên là một là mình sẽ phải tiêm vaccine trước khi mình định sử dụng rituximab. Còn nếu như mà bệnh nhân mà đang sử dụng rituximab rồi thì khi mà điều trị được ít nhất là 3 tuần thì mình mới tiến hành tiêm vaccine COVID. Cảm ơn cô Liễu. Chúng tôi xin mời câu hỏi tiếp theo. Sử dụng các thuốc tác dụng chậm trong điều hòa thoái hóa khớp gối, ví dụ như là glucosamine 1000mg. Vâng, mời cô Liễu. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Bởi vì trong cái điều trị thoái hóa khớp gối thì glucosamine thì được coi là các cái thuốc thoái hóa khớp tác dụng chậm, và khuyến cáo là, tức là mức độ khuyến cáo của nó là mức độ không phải là mức độ mạnh, và chúng ta có thể sử dụng cho bệnh nhân và có thể có hiệu quả một số bệnh nhân chứ không phải tất cả các bệnh nhân. Và với glucosamine sunfat thì theo những cái nghiên cứu thì chúng tôi thấy rằng có hiệu quả, và các nghiên cứu đã chứng minh là các glucosamine dạng tinh thể như viatrinet và hàm lượng của nó là 1500mg và uống. Chứ còn cái loại 1000mg thì nếu như theo khuyến cáo thì cái liều 1000mg thì là hơi thấp so với khuyến cáo. Và những cái glucosamine 1000mg mà không phải là viatrinet thì các nghiên cứu thì không có nhiều, nên là chúng tôi cũng không bàn luận về cái vấn đề những cái thuốc khác mà ngoài những cái thuốc đã được nghiên cứu ạ. Thì khuyên dùng là các bạn nên dùng viatrinet dạng tinh thể mà 1500mg thì là có hiệu quả và đã được chứng minh ạ. Vâng, cảm ơn cô Liễu. Chúng tôi xin câu hỏi tiếp theo. Trên lâm sàng hay gặp những bệnh nhân nam bị gút mạn tính có lạm dụng corticoid, giảm đau vào viện vì biến chứng xuất huyết tiêu hóa cao do loét dạ dày tá tràng. Sau một vài ngày bệnh nhân thường xuất hiện gút cấp, đau rất dữ dội, nhiều phát khoảng 8-9 điểm. Xin cô chia sẻ kinh nghiệm dùng để kiểm soát cơn đau do gút cấp trên những bệnh nhân này và hướng điều trị khi hết đợt cấp. Vâng, xin mời cô Thủy ạ. Vâng, như chúng ta đã biết thì corticoid rất là có nhiều tác dụng phụ, nên ở những bệnh nhân mà đã lạm dụng corticoid thì bệnh nhân thường là ở ngay tại khoa khớp bệnh Bạch Mai thì chúng em cũng gặp rất nhiều bệnh nhân là bị các cái biến chứng xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng. Và ở những bệnh nhân gút mà khi có các cái yếu tố tổn thương bị xuất huyết tiêu hóa hoặc là bệnh nhân bị chấn thương hoặc nhiễm trùng thì nó lại có thể làm khởi phát lên một cái đợt gút cấp ở những bệnh nhân như vậy. Và khi đó thì trên lâm sàng bệnh nhân đau khớp rất là dữ dội. Thì để chia sẻ về kiểm soát cơn gút ở những cái bệnh nhân này thì đầu tiên là chúng ta sẽ cho bệnh nhân dùng colchicine để kiểm soát quá trình viêm. Nếu vì chúng ta biết rằng colchicine thì nó sẽ ảnh hưởng trên đường tiêu hóa. Và khi dùng colchicine mà nếu như bệnh nhân vẫn còn đau khớp nhiều thì chúng ta có thể lựa chọn một cái phương pháp khác mà chúng em trên lâm sàng, là chúng ta có thể, nếu bệnh nhân bị viêm một hai khớp, như là khớp gối chẳng hạn, thì chúng ta có thể là chỉ định tiêm corticoid tại khớp để làm giảm các cái nguy cơ biến cố trên đường tiêu hóa cho bệnh nhân. Hoặc là trong những trường hợp mà chúng ta vẫn bắt buộc là phải dùng các cái thuốc NSAID thì chúng ta sẽ ưu tiên các cái thuốc NSAID mà ít ảnh hưởng trên đường tiêu hóa như là celecoxib cho bệnh nhân. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ dùng celecoxib với liều thấp, tức là 100mg một lần một ngày và kết hợp với thuốc bảo vệ dạ dày thuộc nhóm PPI cho bệnh nhân ạ. Và những bệnh nhân này thì sau khi mà đã hết cái đợt tiến triển cấp thì chúng ta cần phải cho bệnh nhân dùng các cái thuốc làm giảm axit uric máu cho bệnh nhân ạ. Vâng, em xin hết. Vâng, cảm ơn cô Thủy. Thực ra ấy, đây là một cái vấn đề mà chúng ta thường xuyên gặp. Thế tuy nhiên ấy, trong những trường hợp mà bệnh nhân lạm dụng corticoid ấy, thì bắt buộc mình vẫn phải dùng liều thấp nhất có thể, đúng không nhỉ? Đặc đó. Thế và trong những trường hợp đó thì khi bệnh nhân vào viện ấy, thì nhiều trường hợp với những cái khớp nhỏ, những cái khớp mà khớp tương đối lớn ấy, thì mà nó sưng đau, đôi khi mình trong lúc điều trị mình điều trị những xuất huyết tiêu hóa, mình cho thuốc colchicine, những thuốc giảm đau như cô Thủy đã trình bày, và mình điều trị tích cực cái vấn đề xuất huyết dạ dày. Và đặc biệt là khi em muốn là khi mà về sau khi ra viện như thế nào ấy, thì quan trọng như chúng cô Thủy vừa trình bày là gì, cái vấn đề về quản lý bệnh nhân thì rất là quan trọng, và mình làm thế nào để cho bệnh nhân cái tuyến thượng thận người ta tự phục hồi, thì đấy là cái vấn đề một con đường rất là dài. Và nhiều trường hợp thì chúng tôi phải điều trị khoảng đến vài ba tháng, thậm 6-7 tháng thì bệnh nhân mới có thể cắt được cái corticoid. Đấy là cái mà chúng ta phải lưu tâm. Và chúng tôi xin câu tiếp ạ.
Các thuốc Sisadoa như là glucosamine sulfate diacetyl sử dụng trong thời gian bao lâu ạ? Mời cô Liễu ạ. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Đối với glucosamine sulfate ạ, đặc biệt là mà cái thuốc được khuyên dùng là Viatinet thì các nghiên cứu người ta chỉ ra rằng là thời gian mình nên dùng tối đa là 3 năm, bởi vì là đối với Viatinet glucosamine sulfate dạng tinh thể nó có thể gây ra nguy cơ tăng đường máu. Nên là tối đa người ta khuyên là dùng 3 năm và trong cái khoảng thời gian đấy thì mỗi năm mình có thể cho bệnh nhân ngừng 1 đến 2 tháng. Thế còn đối với diacerin thì cũng chưa thấy có khuyến cáo là mình dùng trong bao lâu thì mình ngừng. Tuy nhiên trong thực tế lâm sàng ấy thì đối với các diacerin là các thuốc mà ức chế interleukin 1 thì thường để dùng trong cái trường hợp mà bệnh nhân có thoái hóa khớp mà có phản ứng viêm, tức là trong trường hợp mà khớp có dịch thì chúng em có thể hay dùng kết hợp giữa hay dùng diacerin để ức chế interleukin 1 để giảm viêm. Thì đối với diacerin thì người ta cũng khuyên là thời gian dùng là thường có thể dùng từ 3 đến 6 tháng để thuốc đạt được hiệu quả. Em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn cô Liễu. Tóm lại là các cái thuốc Sisadoa ấy, đặc biệt là những cái thuốc mà nó tương đối là lành mà nó có hiệu quả như là Viatinet hoặc là Viaskin vân vân ấy, thì thường thường người ta dùng kéo dài, thậm chí người ta có những nghiên cứu người ta dùng khoảng vài ba năm, đúng không nhỉ? Thế cho nên là chúng ta dùng tương đối là yên tâm. Riêng cái diacerin ấy thì người ta chỉ định tốt nhất trong những trường hợp như cô Liễu cũng đã trình bày là gì, trong những trường hợp mà nó có dịch khớp thì người ta phải thường tóm lại người ta cũng vẫn phải dùng kéo dài. Và chúng mà đặc biệt là nếu như bệnh nhân mà nó có những cái biểu hiện mà đi ngoài phân lỏng chẳng hạn thì chúng ta phải từ từ chúng ta tăng dần liều lên, nhưng nếu cứ dùng mà bệnh nhân đi ngoài thì chúng ta phải ngừng, chứ không phải nó không lành như những cái trường hợp khác, nhưng chúng ta phải lưu tâm. Chúng tôi xin mời các câu hỏi tiếp theo. Cai thuốc của bệnh nhân đã dùng corticoid của bệnh nhân thoái hóa gối trước khi điều trị, và mời cô Thủy. Vâng, ở những bệnh nhân thoái hóa khớp mà bệnh nhân đã tự uống corticoid thì khi mà đến khám với chúng ta thì đầu tiên là chúng ta phải cho bệnh nhân xét nghiệm cortisol máu để xác định xem là bệnh nhân đã bị suy thượng thận hay chưa. Nếu như mà bệnh nhân chưa có biểu hiện của suy thượng thận thì chúng ta có thể ngừng ngay corticoid cho bệnh nhân. Còn nếu như bệnh nhân đã bị suy thượng thận rồi thì chúng ta sẽ bổ sung cái hydrocortisol cho bệnh nhân. Và ở những bệnh nhân mà suy thượng thận thì cái liều khuyến cáo thường dùng của hydrocortisol trên lâm sàng của em sẽ thường dùng là 2 viên một ngày, và trong đó thì chia ra 1,5 viên là dùng liều buổi sáng và 0,5 viên dùng liều buổi chiều ạ. Vâng, hydrocortisone viên 10 mg ạ. Vâng. Vâng, cảm ơn cô Thủy. Kinh nghiệm của chúng tôi thì như thế này, đầu tiên ấy là chúng tôi xem là bệnh nhân giống như cô Thủy lúc đầu ấy, nhưng mà cái vấn đề là mình phải điều trị tích cực cái thoái hóa cho người ta. Đầu tiên chúng tôi chuyển thử sang cái thuốc NSAID vì thoái hóa khớp là NSAID này. Chúng tôi cho các thuốc điều trị Sisadoa này. Thậm chí chúng tôi cho tiêm corticoid tại chỗ nếu như bệnh nhân đang có dịch rất là nhiều này, có viêm màng hoặc dịch vân vân. Đó là những cái mà chúng tôi cho các chế độ luyện tập, các chế độ mà gọi là tích cực cho bệnh nhân. Thế nếu như chúng tôi thấy rằng nếu bệnh nhân có, nhưng mà tôi cũng phải dặn bệnh nhân là giả sử như nếu mà dùng, bởi vì mình đôi khi những trường hợp mà bệnh nhân có thể tự ngừng corticoid được, mặc lúc ấy nó có chưa suy thượng thận có thể ngừng được, nhưng có những trường hợp bệnh nhân vẫn đã phụ thuộc mà mặc dù tuyến thận nó chưa ảnh hưởng đó. Thì chúng tôi xem là nếu như bệnh nhân chuyển sang đến nó có ok không. Nhưng nếu bệnh nhân chuyển sang vài ba ngày và rồi em lại vừa mệt mỏi này, em lại vừa đau sưng lên các thứ chẳng hạn, thì lúc đấy thì chúng tôi lại cho dùng liều thấp nhất có thể. Ví dụ như tôi dùng Metron, chúng tôi dùng 4 mg đã dùng, mà chúng tôi ngừng cái, tôi bảo thay vì dùng NSAID như chúng tôi đã trình bày thì chúng ta chuyển sang là trở lại cái Metron dùng. Sau đó chúng tôi cho bắt đầu giảm dần, ví dụ khoảng 10 ngày chúng tôi cho giảm. Thì sau đó 4 mg chẳng hạn, chúng tôi cho nếu mà lý tưởng nhất ấy thì 4 mg, sau đó chúng tôi cho 3/4 của viên 4 mg, tức là 3 mg thôi, giảm dần. Đấy, sau đó thì khoảng, sau đó chúng tôi lại cho gối lại. Sau đó thậm chí là gì, một ngày chúng tôi cho dùng Metron, ngày hôm sau chúng tôi dùng, ví dụ Celebrex chẳng hạn, chúng tôi để cho bệnh nhân cai dần dần đi. Thì đó là cách thứ khác. Còn nếu bệnh nhân cai được rồi mà bắt đầu khi mà tuyến thượng thận nó không phục hồi thì chúng tôi bắt đầu mới chuyển sang đến cái giai đoạn của cô Thủy là gì, bắt đầu dùng hydrocortisone. Bởi vì là nếu như mà chúng ta không quản lý được cái bệnh nhân đau ấy, bệnh nhân lại đi chỗ khác, lại đi ông lang bà mế, lại dùng các thứ corticoid thì nó lại vào cái vòng xoắn luẩn quẩn. Xin cho câu tiếp ạ. Trong thoái hóa khớp giai đoạn nào thì chỉ định corticoid tốt nhất và có nên dùng đường uống hay không? Vâng, mời cô Liễu. Vâng ạ, đấy thì chúng ta lại hình dung lại cái hướng dẫn điều trị thoái hóa khớp gối đấy ạ. Thì thoái hóa khớp gối, khớp háng cũng như các khớp khác thì trong cái hướng dẫn sử dụng là không có dùng corticoid đường uống.
người ta chỉ có sử dụng corticoid đường tiêm tại chỗ ở cái bước 3, tức là khi bệnh nhân đã thất bại với chế độ luyện tập, NZ bôi, NZ đường uống và các cái thuốc opioid, thì chúng ta có thể dùng corticoid đường tiêm tại chỗ và không có khuyến cáo là dùng corticoid đường uống trong bệnh nhân thoái hóa khớp, trừ trường hợp như cái ca lâm sàng các bệnh bạn vừa nói là bệnh nhân đến bởi vì đã phụ thuộc corticoid mà chúng ta đã phải cai cho bệnh nhân đấy, thì chúng ta không có khuyến cáo dùng corticoid trong thoái hóa khớp ạ. Rồi. Em xin hết ạ. Đầu thứ nhất là corticoid đường uống thì chắc chắn là không dùng trong trường hợp thoái hóa khớp rồi, bởi vì chúng ta nhớ là cái cơ chế của thoái hóa khớp là cái phản ứng viêm của nó là phụ thôi chứ không phải là như viêm cấp dạng thấp, thì cái phản ứng viêm màng hoạt dịch là chính, cho nên người ta dùng các thuốc chống viêm là chính. Nhưng để bảo đảm được cái thuốc chống viêm này có hiệu quả thì trong viêm cấp dạng thấp là người ta cũng phải dùng các thuốc gì ạ, những thuốc nhóm DMARD đúng không ạ, giống như là sốt thì hạ sốt nhưng mà phải dùng cái điều trị nền đó. Vậy thì trong thoái hóa khớp, thứ nhất là vì do cơ chế của nó không phải là viêm màng hoạt dịch nhiều cho nên người ta không dùng đường uống, đây là cái câu trả lời chắc chắn đối với các em. Cái thứ hai là corticoid chỉ trong những trường hợp gì đường tiêm nội khớp và đường tiêm nội khớp khi mà có viêm màng hoạt dịch nhiều, có tràn dịch nhiều thôi, chứ người ta cũng không sử dụng trong những trường hợp mà nó khớp thoái hóa khớp khô đúng không ạ. Thế và chính vì vậy cho nên là gì, nếu như bệnh nhân cứ sử dụng corticoid nó dẫn đến lạm dụng mà nó lại vẫn không khỏi bệnh, đó là cái lý do mà chúng ta không có chỉ định dùng corticoid đường toàn thân trong trường hợp thoái hóa khớp. Vâng, xin cho tiếp ạ. Nhờ cô nhắc lại về metotrexate medrol với tiêm vaccine COVID ạ. Điều trị metotrexate trong bệnh viêm khớp dạng thấp cần theo dõi gì nhất ạ? Vâng, xin mời cô Liễu ạ. Vâng ạ, tức là chưa có cái hội nghị nào mà các bạn tham gia rất tích cực và đặt nhiều câu hỏi như vậy. Bởi vì là hỏi quá nhiều và cái chủ đề nó cũng quá rộng ấy, thế nên là cô đã trả lời rồi mà bạn lại quên, lại muốn hỏi lại ấy. Xin nhắc lại một lần nữa là đối với methotrexate và medrol khi tiêm vaccine COVID ạ, thì tức là khi mà bệnh nhân mà tiêm phòng vaccine COVID thì người ta nói rằng là methotrexate mình có thể ngừng 2 tuần sau khi tiêm COVID-19 với lý do là methotrexate có thể làm giảm tính sinh miễn dịch của vaccine COVID, vaccine phòng COVID. Thế đối với medrol thì giống như các bạn đi khám sàng lọc để tiêm vaccine ạ, thì với liều trên 40mg tính theo prednisolone thì không có chỉ định tiêm, tức là mình sẽ phải điều trị cho bệnh nhân kiểm soát bệnh để làm sao với liều medrol là thấp nhất có thể thì chúng ta mới đi tiêm vaccine phòng COVID, bởi vì medrol cũng làm giảm cái tính sinh miễn dịch của vaccine COVID ạ. Thứ hai là khi điều trị methotrexate trong bệnh viêm khớp dạng thấp thì cần theo dõi gì nhất ạ? Thì methotrexate như chúng ta đã biết là các tác dụng phụ của methotrexate là có thể gây tăng men gan, hạ bạch cầu, và đặc biệt là phải lưu ý trong trường hợp là bệnh nhân không được sử dụng, của bệnh nhân có thai hoặc là bệnh nhân mà đang mong muốn có thai thì chúng ta cũng phải ngừng thuốc ít nhất là 3 đến 6 tháng bởi vì thuốc có thể gây ra bất thường về mặt thai nghén. Còn cái theo dõi thứ nhất là tăng men gan, hạ bạch cầu, còn những cái viêm phổi mà do methotrexate, viêm phổi kẽ đó thì cũng có thể gặp nhưng với cái tỷ lệ thấp ạ. Em xin hết ạ. Vâng. Chúng ta lưu ý là trong cái methotrexate ấy thì chúng ta thì như bác sĩ Liệu đã nói là gì, cái vấn đề có thai ấy thì là không phải là bệnh nhân nữ mà cả đối với bệnh nhân nam. Khi bệnh nhân nam mà dùng methotrexate thì mình cũng phải không cho đối tác của người ta có thai. Các anh bạn nhớ thế nhá. Vâng, xin tiếp ạ. Xin cho câu hỏi tiếp theo ạ. Vâng ạ, em đọc được câu hỏi rồi em xin trả lời luôn cô nhé. Vâng, vâng. Tức là bạn ấy hỏi là trong khuyến cáo ở NIST về điều trị thoái hóa khớp gối 2017 thì tại sao người ta có thể dùng coccyp hoặc NZ kinh điển nhưng không dùng enterococcyp ạ? Thì như chúng ta cũng đã biết là theo bài trình bày của tiến sĩ Thủy đó, thì enterococcyp thì là một cái nhóm thuốc mà ức chế chọn lọc khá là mới. Và cái thuốc này thì thực sự ra là chưa được FDA của Mỹ công nhận. Và cũng theo trong bài trình bày của chị Thủy thì cái enterococcyp thì có nhiều tác dụng phụ, trong đấy là có những cái tác dụng phụ đối với trên thận như là bệnh nhân có thể giữ nước, và nếu như đối với trong trường hợp mà bệnh nhân mà thoái hóa khớp gối mà giữ nước thì có thể gây ra tăng cân nặng, tăng trọng lượng cho bệnh nhân và có thể gây ra quá tải cho khớp. Đấy cũng là một trong những mà lý do mà có thể người ta không ưu tiên dùng, người ta không dùng luôn enterococcyp trong thoái hóa khớp mà người ta sẽ dùng NZ kinh điển hoặc là coccyp ạ. Em xin thêm ý kiến của cô Thủy với cả của cô Lan ạ, nếu có thể cô có thêm ý kiến bổ sung ạ. Em xin hết ạ. Vâng. Ừ,
Vâng, thì như là em đã trình bày á, thì etoricoxib thì người ta thấy rằng là nó làm tăng nguy cơ các cái biến cố tim mạch ở các bệnh nhân dùng kiểu thuốc kéo dài. Vì vậy mà hiện nay như là tiến sĩ Liễu đã nói á, thì cái etoricoxib không được FDA chấp nhận ở sử dụng tại Mỹ. Tuy nhiên ở châu Âu thì etoricoxib cũng đã được cấp phép. Vì vậy mà trong các cái khuyến cáo đề cập trong bài trình bày của tiến sĩ Liễu thì không có đưa etoricoxib vào. Và người ta cũng thấy rằng etoricoxib khi dùng thì nó cũng làm nguy cơ bị tăng huyết áp so với các cái thuốc NSAID kinh điển hoặc là so với celecoxib ạ. Vâng. Cái mà hiện nay ấy thì chúng ta biết là có nhiều cái NSAID, tức là nhiều cái loại NSAID, và mỗi loại NSAID thì nó có một vài cái đối tượng khác nhau. Thế thì chúng ta nhớ rằng là cái cơ chế mà cô Thủy đã trình bày ấy, chúng ta thấy là cái cơ chế nó rất rõ ràng, nhưng trên thực tế nó lại không phải như vậy. Thế thì cái etoricoxib ấy thì nó có tác dụng giảm đau rất là tốt, rất là mạnh, nhưng mà nó cũng có những cái tác dụng không mong muốn. Ví dụ như là ngay bản thân thông tin kê toa ấy, thì người ta đã nói là thứ nhất là không kê toa cho những trường hợp mà đang tăng huyết áp hoặc là tăng huyết áp chưa được quản lý, và nó cái tình trạng giữ nước cũng rất là nhiều. Đấy là những vấn đề mà ít nhất là đối với những cái tăng huyết áp. Thế còn trong những trường hợp mà thoái hóa khớp ấy, thì chúng ta nhớ rằng thoái hóa khớp là cái người nhiều tuổi, là có những người có rất là nhiều bệnh nền, và đặc biệt là có rất là nhiều yếu tố nguy cơ. Vừa là bản thân những cái người mà nữ trên 55 tuổi, người ta đã cho là cái người đã coi là có yếu tố dạ dày rồi. Thế rồi là những cái người mà có yếu tố về tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, những tổn thương mạch rất là nhiều, và tổn thương thận nữa. Thế và cái nghiên cứu Precision ấy, khi mà nó ra đời ấy, thì là người ta tại sao nó lại ra đời, người ta thấy rằng là nó có rất là nhiều những cái thông tin nói rằng là naproxen, rồi ibuprofen, rồi là các cái thuốc khác, và người ta thấy rằng là nếu như để cho bệnh nhân bắt buộc kiểu gì người ta cũng phải sử dụng. Cho nên khi người ta, như cô Thủy có đã trình bày rất là rõ ràng, người ta dùng celecoxib, người ta dùng cái ibuprofen và dùng cái naproxen, người ta theo dõi, người ta thấy rằng là các yếu tố về tim mạch, các yếu tố về thận, cũng như yếu tố về tiêu hóa thì nó rất là ngoạn mục. Và các cái nghiên cứu Precision này nó đã được đăng tải, nó được báo cáo tại Hội nghị Cấp Phó học Hoa Kỳ cũng như là Hội Tim Mạch Hoa Kỳ. Trên cơ sở như vậy, cho nên là khi mà chúng tôi kê đơn ấy, thì chúng tôi hay, nhất là những bệnh nhân mà thoái hóa khớp mà có nhiều yếu tố nguy cơ như vậy, thì thường thường mà nhiều tuổi nữa, thường thường chúng tôi bao giờ chúng tôi cũng cho celecoxib, và thường thường chúng tôi hay dùng cái brand name, tôi dùng Celebrex. Tại sao như thế? Bởi vì khi người ta sử dụng, nghiên cứu là người ta dùng Celebrex, cho nên là khi mình dùng thì mình dùng giúp rất là yên tâm, rất là yên tâm. Thế còn cái etoricoxib ấy, thì mình phải dùng đúng, ví dụ như là thanh niên trai tráng viêm cột sống dinh khớp chẳng hạn, hầu như là gan tốt, thận tốt, không có yếu tố gì khác, mà người ta cũng chỉ dùng một lần một ngày thôi, thì chúng tôi cho thì nó lại rất là tốt. Hoặc là còn một vài cái nhóm khác, cái khi mà cho thuốc ấy thì người ta phải thường ta cân nhắc xem là vì thế người ta mới gọi là cá thể hóa điều trị. Ví dụ một cái thanh niên mà suốt ngày chạy rồng rộc ngoài đường, tối nửa đêm mới về đến nhà chẳng hạn, mình cho thuốc một ví dụ ibuprofen sáng trưa chiều tối 4 lần thì chắc chắn người ta không dùng được, cho nên người ta lại dùng thuốc một lần một ngày thôi. Nhưng cái thuốc ấy nó phải kéo dài, và nó phải đảm bảo vì ông này ông gan thận tốt các thứ, không có vấn đề gì. Nhưng mà những cái người nhiều tuổi ấy, thì mình phải xem lại. Những người nhiều tuổi đấy thì cho, chính vì thế cho nên là cái nghiên cứu này người ta bảo vậy thì tốt nhất là người ta thường thường người ta sử dụng cái celecoxib, đặc biệt là cái Celebrex là nhóm là vì như vậy nhá. Chúng tôi xin cho câu hỏi tiếp theo. Vâng, kính thưa giáo sư Lan và kính thưa quý đại biểu, hiện nay các câu hỏi thì trong phòng chat đã hết ạ, và xin kính mời Lan đi đọc tổng kết trước ạ. Đã hết đúng không ạ? Vâng. Vâng ạ. Thì câu hỏi thì tương đối, tôi biết là câu hỏi rất là nhiều, và đây là mà chính vì thế chúng tôi cũng rất là phấn khởi vì là được các đồng nghiệp rất là quan tâm. Thế tuy nhiên nhưng mà thời gian thì chúng ta cũng có hạn và các bạn cũng phải làm test nữa, cho nên là chúng tôi xin tóm tắt các cái phần hội thảo của chúng ta hôm nay ở đây, và các bạn sẽ có thể các báo cáo viên có thể trả lời các câu hỏi của các bạn sau. Kính thưa giáo sư Nguyễn Khánh Trạch, chủ tịch Hội Nội khoa Việt Nam và là người thầy của chúng tôi, rất là một người thầy của rất là nhiều các thế hệ học trò. Kính thưa hai các thầy các cô trong ban chấp hành Hội Nội khoa Việt Nam,
Kính thưa hai báo cáo viên là hai nữ tướng của là phó trưởng khoa cơ xương khớp bệnh viện Bạch Mai là tiến sĩ Lê Thị Liễu và tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thủy. Kính thưa toàn thể quý thầy cô, quý anh chị và quý vị đại biểu, kính thưa đại diện của các nhãn hàng đã hỗ trợ cho chúng ta buổi lễ ngày hôm nay, và kính thưa tất cả các cái tổ IT đã tích cực giúp đỡ chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ ngày hôm nay. Hôm nay thì Hội Thuốc học Việt Nam phân nhánh của chúng tôi là với tư cách là các cái ủy viên của Hội Thuốc học Nội khoa, Hội Nội khoa Việt Nam, thì đã trình bày một cái bài giảng trực tuyến về quản lý các bệnh lý cơ xương khớp trong cái giai đoạn bình thường mới, với hai cái chuyên đề là thoái hóa khớp và các cách thức sử dụng NSAID, những cái cập nhật mới nhất. Thế chúng ta đã biết là cái thoái hóa khớp ấy, thì để chẩn đoán, đôi khi trong cái vụ dịch này, đôi khi chúng ta có thể hỏi, đặt các câu hỏi về các triệu chứng là chúng ta đã có thể chẩn đoán được rồi và chúng ta có thể tư vấn. Và khi chúng ta tư vấn về điều trị thuốc ấy, thì cái nhóm Sisadoa hiện nay là Viasinet, Viasclin, Viasirin v.v. thì chúng ta có thể chỉ định cách tương đối là rộng rãi và nên chỉ định sớm song hành với các thuốc khác. Vì tại sao? Vì thứ nhất là nó đem lại cái hiệu quả giảm đau, an toàn và nó bảo vệ cấu trúc về lâu dài. Thế còn khi mà cần thiết, vì bệnh nhân đến người ta khám mình là vì đau, thì chúng ta phải sử dụng NSAID. Và NSAID thì chúng tôi luôn luôn lưu tâm đến cái chỉ định của NIST 2017 mới nhất hiện nay là sử dụng, đặc biệt là đối với những người nhiều yếu tố nguy cơ, chúng ta có nghiên cứu precision để chúng ta chứng minh là các hiệu quả của nhóm Cuxit và chúng ta có thể sử dụng, đúng không ạ? Và chúng ta lựa chọn cái thuốc đầu tay và làm sao cho cân bằng được vấn đề về hiệu quả về trên đường và đặc biệt là những cái tác dụng không mong muốn, an toàn cho bệnh nhân trên đường tiêu hóa, trên đường tim mạch, trên thận vân vân. Và chúng tôi thực ra cũng rất có lẽ ưa dùng trong cái nhóm Celebrex là vì như vậy. Và chúng ta phải cá thể hóa từng bệnh nhân, không phải là chỉ có một nhóm thuốc duy nhất đó. Thế còn cái vấn đề bệnh nhân xương khớp có được tiêm vaccine hay không? Có tiêm vaccine và chúng ta cần thiết phải tiêm vaccine. Tiêm vaccine trong những trường hợp nào? Trong những trường hợp tất tóm lại là sự bệnh không có một cái chống chỉ định nào cả. Và có những cái trường hợp cần thiết phải sử dụng các thuốc khác, ví dụ như là metotrexat khi chúng ta tiêm vaccine. Đối với loại 2, hiện nay chúng ta thường chúng ta tiêm loại 2 mũi, thì chúng ta ngừng metotrexat 1 tuần kể từ thời gian tiêm vaccine. Và nếu chúng ta, về sau chúng ta sẽ có một loại nữa, ví dụ của Janssen chỉ tiêm 1 mũi thôi, thì chúng ta ngừng ít nhất là metotrexat là ngừng 2 tuần. Các thuốc khác giống như tương tự như vậy, Medrol chúng ta dùng liều thấp nhất có thể. Và Medrol không phải là một chống chỉ định của tiêm vaccine. Bởi vì sao? Bởi vì người ta vẫn phải dùng, nhưng mà khi nếu chúng ta dùng liều cao quá thì nó không được đáp ứng nhiều. Nhưng thà tiêm còn hơn không, thì đấy là cái lý do mà chúng ta cần phải lưu tâm. Thế và với các nhà nội khoa, khi khó khăn gì thì chúng ta có thể tư vấn các chuyên khoa. Và trong các cái trường hợp mà COVID hiện nay, gọi giai đoạn bình thường hóa hiện nay, thì chúng ta về mặt tư vấn rất là dễ dàng, và chúng ta có thể nhờ các cái nhà chuyên khoa để tư vấn trong những trường hợp thực sự đặc biệt. Và một lần nữa chúng tôi xin kính chúc sức khỏe của các quý vị, kính chúc giáo sư Trạch luôn luôn mạnh khỏe và có thể điều khiển hội nội khoa như chúng ta như ngày hôm nay. Chúng tôi nhìn thấy thầy rất là mạnh khỏe và chúng tôi cũng rất là mừng. Xin chúc sức khỏe thầy, xin chúc sức khỏe các hai báo cáo viên, xin sức khỏe ban lãnh đạo của hội nội khoa cũng như là toàn thể các quý vị đại biểu. Vâng, thưa quý thầy cô, quý đại biểu, vâng, hội thảo của chúng ta đến đây là kết thúc. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn tất cả quý thầy cô, chủ tọa cùng hai báo cáo viên và tất cả các cái học viên đăng ký tham dự buổi thảo hôm nay. Sau đây hội thảo đi vào phần 3 là phần test dành cho các học viên đăng ký chứng nhận CME của ban tổ chức. Đề nghị tổ thư ký sẽ đưa đường test vào chat của phòng Zoom. Hiện nay trên màn hình thì đã có các cái thông tin của người phụ trách cái phần bài test. Kính các đại biểu có thể như là cập nhật nếu như có những thắc mắc. Xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn giáo sư Lan, tiến sĩ Liễu và tiến sĩ Thủy ạ. Xin cảm ơn và chúc sức khỏe ạ. Vâng, em xin chào các thầy cô ạ. Vâng ạ. Em xin cảm ơn các thầy cô ạ. Xin cảm ơn ban tổ chức ạ. Vâng. Chào bác Hòa. Vâng ạ. Vâng. Em chào các thầy cô và em chào anh ạ. Vâng. Vâng.
Đấy là chủ phòng người ta tắt đi.